chương 1161, ta không tức giận nàng giống như rất sinh khí. Thanh liên tự hồ cũng sửng sốt một chút, tự hồ không nghĩ tới còn có cách làm này. Nó cấp ra khẳng định đáp án, là có thể. Bởi vì cả hai đồng nguyên, Lâm Thanh Nghiên nếu như lựa chọn dung hợp, tự như ghép hình một dạng, sẽ tự động hấp thụ trở về. Bởi như vậy, Lâm Thanh Nghiên liền sẽ thu hoạch được tàn hồn bên trong ký ức cùng tình cảm, giống như trùng sinh, cùng tiêu dật phong một dạng. Tiêu dật phong không khỏi mừng rỡ, cái này cũng giải quyết hắn một cái buồn rầu, nếu không xuất hiện hai cái lâm thanh niên hắn thật đúng là không biết như thế nào cho phải nghĩ tới đây hắn không khỏi hỏi thăm tại sao phải xuất hiện hai cái chính mình cùng lâm thanh niên thần hồn dạng này không tính nhân quả nghịch lý sao thanh niên giải thích thì là nó có thể mang theo thần hồn vượt qua thời không tại trong luân hồi hấp thụ lực lượng đây chính là năng lực của nó khi nó trở lại quá khứ thời điểm trước đó phát sinh hết thảy chính là xem vào hư thực giữa cũng liền không tồn tại nghịch lý nhưng nó có khả năng mang thần hồn theo lý thuyết chỉ có thể là ký chủ tự thân thần hồn không nên mang lên người khác, nó cũng không biết Lâm Thanh Niên làm sao lại ở chỗ này. Tiêu Dật Phong lại biết, đoán chừng là thần hồn của mình cùng Lâm Thanh Niên thần hồn dây dưa tại một khối nguyên nhân. Ngay lúc đó Thanh Liên không được chọn, không phải vậy nó là đánh chết sẽ không mang lên Lâm Thanh Niên. Cách không được ngay lúc đó Thanh Liên trên thân cái kia u oán khí tức để Tiêu Dật Phong đều cảm thấy, tự hồ đang oán trách mang lên Lâm Thanh Niên để nó quá tải. Bất quá tiêu giật phong tự nhiên không có khả năng nói cho hiện tại thanh liên đại ca, giờ phút này hắn lòng tràn đầy chỉ có đối với sắp có thể gặp lại lâm thanh nghiên mừng rỡ. Hắn thâm tình nhìn xem lâm thanh nghiên thần hồn, cảm khái nói, thanh nghiên, chúng ta rốt cục có thể tạm biệt. Hắn không kịp chờ đợi rời khỏi thức hải của mình, chuẩn bị đi tìm lâm thanh nghiên. Nhưng tiêu giật phong mở mắt thấy, lại là sơ mặt cái kia dịu dàng động lòng người mặt mày, cùng đầu kia chói mắt tóc trắng. Sơ mặt an vị tại tiêu giật phong đầu giường, trông thấy tiêu giật phong tỉnh lại, ôm nhu nói, giật phong, ngươi đã tỉnh. Tiêu giật phong nhìn xem một đầu mái tóc dài màu trắng bạc sơ mặt, cảm nhận được nàng ngã đến lợi hại khí tức, cảm giác ấy nấy giống như nước thủy triều vọt tới. Hắn im lặng ngồi dậy, đưa tay chăm chú mà đưa nàng ôm vào trong ngực. Mặt nhi, ngươi làm sao ngốc như vậy? Ngươi liền không sợ chết sao? Sơ mặt mỉm cười vỗ vỗ hắn, cười nói, làm sao khiến cho cùng sinh ly tử biệt giống như, ta sẽ không chết, một chút thọ nguyên thôi, tu luyện một chút liền có thể trở về. Tiêu Dật Phong đối với sơ mặt ôm nhu quan tâm đã đau lòng, lại là thương tiếc, chân thành nói, về sau không cho phép còn như vậy, biết không? Sơ mặt lộ ra an tâm dáng tươi cười, từ một tiếng hỏi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Tiêu Dật Phong không có dấu giếm nói, ta đã ngưng luyện hạt giống thế giới, chờ ta thích ứng một chút, qua một thời gian ngắn hẳn là có thể đi ra. Sơ mặt xuất phát từ nội tâm cười nói, vậy thì thật là quá tốt rồi. Tiêu Dật Phong đổi cái tư thế ngồi, cùng với nàng sánh vai ngồi tại bên giường, nhìn xem tóc trắng của nàng, đau lòng nói, tuyệt không tốt hắn kéo tay của nàng đem linh lực thăm dò vào trong cơ thể nàng tinh tế kiểm tra một phen thân thể nàng tình huống nếm thử dùng luân hồi lực lượng vì nàng khôi phục nhưng luân hồi tiên phủ chỉ có thể chữa trị sơ mặt thân thể thương tích nàng hao tổn bản nguyên cùng thọ nguyên liền không cách nào tu bổ sơ mặt khẽ mỉm cười nói mạnh bà tiền bối đã sớm thử qua tiên phủ không cách nào khôi phục bản nguyên tiêu dật phong đột nhiên đưa tay sờ lấy khuôn mặt của nàng nói ta còn có một phương pháp khác có thể để ngươi khôi phục một chút bản nguyên sơ mặt sửng sốt một chút kinh ngạc hỏi phương pháp gì Tiêu Dật Phong đứng dậy, đưa tay đem sơ mặt ôm đến trên giường, áp đảo dưới thân thể, chân thành nói, vậy chính là ta đem bản nguyên quá độ trở về cho ngươi. Sơ mặt lập tức minh bạch hắn cái gọi là phương pháp là song tu, thông qua hai người đã từng một thể tịnh đế liên thể chất quá độ bản nguyên cho nàng. Mặc dù bây giờ tịnh đế liên đã bị hấp thu đi, hai người không còn tâm linh tương thông, nhưng tịnh đế liên tạo thành thể chất ngược lại là còn tại, cho nên cái này ngược lại là có thể được. Sơ mặt nhịn không được hơi đỏ mặt, mở ra cái khác mặt nhỏ giọng nói, ngươi sẽ hao tổn bản nguyên, này làm sao có thể? Tiêu giật phong nghiêm túc nói, ta nói có thể liền có thể, hẳn là ngươi không nguyện ý cùng ta làm loại chuyện này. Sơ mặt dở khóc dở cười, chỉ có thể tiếng như mũi vo ve nói, ta đều tùy ngươi. Tiêu giật phong mỉm cười, cúi người xuống, từng kiện quần áo lần nữa rơi mất dưới giường. Có chút khẩn trương sơ mặt vẫn không quên lần nữa tương giả Minh Châu đóng lại, để tiêu giật phong không khỏi có chút buồn cười, hay là ưa thích bịt tai trộn chung A. À. Lần này tiêu giật phong hưởng thụ đồng thời không quên vì nàng quá độ bản nguyên, hắn vận chuyển xong tu công pháp, thay sơ mặt điều trị thân thể. Không biết đi qua bao lâu, mây mưa sơ nghỉ, hai người ôm nhau nằm ở trên giường. Sơ mặt trên mặt đỏ bừng, để nàng lúc đầu tái nhật khí sắc lộ ra đều tốt bên trên không ít. Nàng có chút mỏi mệt, nhưng đôi mắt đẹp ở trong hắc ám lại là sáng lấp lánh, bộ dáng của ta bây giờ có phải hay không rất xấu. Tiêu giật phong lại lắc đầu nói, mặc nhi, ngươi nghĩ gì thế, ngươi chừng nào thì đều nhìn rất đẹp, như tiên tử lời này hắn cũng không phải che giấu lương tâm nói, sơ mặt vốn là dáng dấp đẹp mắt, bây giờ mái tóc dài màu trắng bạc này, phối hợp nàng đẹp để lại sâu thúy ngũ quan, đích thật là có loại đặc thù mỹ cảm. Sơ mặt thở dài một hơi, cười nói, vậy là tốt rồi. Tiêu giật phong ôm sơ mặt, khẽ vuốt phía sau lưng nàng, trong lòng ôm nhu một mảnh. Sơ mặt lại đột nhiên mở miệng nói, giật phong, ta tại luân hồi tiên phủ bên trong, phát hiện một người khác đâu. Tiêu giật phong sắc mặt cứng đờ, thầm nghĩ, xong, xong, sơ mặt phát hiện lâm thanh niên. Trong cậy vào sơ mặt không biết lâm thanh niên điểm này cũng không thực tế chính tà song phương đều có đối phương thiên kiêu hình ảnh thế nhưng là cái này muốn làm sao giải thích đâu chính đạo thiên kiêu vụng trộn kim ốc tàn kiều cất giấu ma đạo thánh nữ cái này cái nào đạo lý có thể nói tới thông a à? sơ mặt cảm thấy tiêu giật phong khẩn trương về ôm một hồi hắn nói khẽ ngươi không cần cùng ta giải thích cái gì ta tin tưởng ngươi tiêu giật phong bị sơ mặt lời nói cảm động mặc nhi thật là một cái ôm nhu hiền thục nữ tử quả thực là hoàng mỹ đạo nữ hắn không thể không thừa nhận, chính mình luôn hãm, sơ mặt ôm nhu hương đoán chừng không ai có thể có thể chạy thoát được. Hắn ôm chặt sơ mặt nói, mặt nhi, đợi đến thời cơ phù hợp, ta sẽ cùng ngươi nói rõ hết thảy. Sơ mặt dán tại hắn lòng ngực từ một tiếng nói, ta không phải ưa thích tranh giành tình nhân nữ tử, ngươi chỉ cần trong lòng có ta liền có thể, chúng ta sẽ một mực là trên đại đạo đạo lữ, đúng không? Tiêu giật phong nắm tay đặt ở nàng bóng loáng trên lưng, chân thành nói, đối với, mặt nhi, ngươi thật hoàng mỹ đến làm cho người từ so sánh thẹn. Sơ mặt cười khúc khích, khó được dí dỏm nói, vậy ngươi nhưng phải cố mà trân quý, về sau ta khả năng cũng không phải là dạng này. Tiêu giật phong nhịn không được cười lên nói, tốt, ta sẽ đem ngươi nâng trong lòng bàn tay. Sơ mặt ôm nhu cười một tiếng, dán tại trên người hắn, hai người ôm ở một khối. Nàng đột nhiên nói chuyện không đâu nói, đúng rồi, ta mặc dù không tức giận, nhưng nàng giống như rất tức giận bộ dạng. Tiêu giật phong lập tức liền không cười được, chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Chương 1162, lặng lẽ giết chết một nửa liền tốt sơ mặt nhìn thấy hắn cái này dáng vẻ cũng bách cười có chút chống lên thân thể mái tóc dài màu bạc tự nhiên rủ xuống tại tiêu giật phong bên tai nàng ôm nhu nhìn xem tiêu giật phong hà hơi như lan nói ngươi muốn đến thì đến đi ta cũng mệt mỏi ta ngủ trước một hồi trở về lại đánh thức ta tiêu giật phong sâu trong nội tâm mềm mại lập tức bị đâm trúng thương tiếc ôm nàng nói không vội sơ mặt thuận thế đổ vào trong ngực hắn nói khẽ vậy ta ngủ trước tiêu giật phong ôm nàng sơ mặt rất nhanh ngủ thật say hô hấp đều đều khóe môi nhếch lên cười yếu ớt. Tiêu Dật Phong hít sâu một hơi, quyết định mình không thể cô phụ nàng. Hắn cũng cảm thấy mỏi mệt, hít một lát, tỉnh lại gặp sơ mặt còn đang ngủ lấy, liền không làm kinh động nàng, cẩn thận từng ly từng tí chính mình mặc được quần áo, vì nàng đắp kín mình, mới rời đi. Tiêu Dật Phong sau khi đi, nhìn như ngủ say sơ mặt lại mở mắt, bất đắc dĩ cười cười. Vân Băng Tuyền âm dương quái khí mà nói, thật đúng là tốt thê tử đâu, ôm nhu quan tâm, hào phóng vừa vặn. Ta là nam nhân cũng phải trầm luân trong đó. Mặc kệ nội tâm nghĩ như thế nào chí ít ở trước mặt hắn hay là đến giả bộ một chút sơ mặt phong khinh vân đạm đạo ngươi cũng không phải là muốn đem hắn nữ nhân bên cạnh đều giết chết sạch sẽ đi vân băng tuyền đột nhiên hỏi làm sao có thể đâu sơ mặt nhịn không được cười lên vân băng tuyền còn không có buông lỏng một hơi liền nghe đến sơ mặt cười nhẹ nhàng nói lặng lẽ giết chết một nửa liền tốt ngươi chăm chú vân băng tuyền kinh ngạc nói lừa gạt ngươi sơ mặt thần bí khó lường cười nói Tiêu Dật Phong tại Luân Hồi Tiên phủ Kim Kê Sơn tìm được Lâm Thanh Nghiên, nàng giờ phút này đang hung ba ba khi dễ đáng thương Kim Kê bọn họ. Thời khắc này Kim Kê Sơn coi là thật gà bay chó chạy, đầy đất lông gà. Thanh Nghiên. Tiêu Dật Phong nhìn xem giữ dằn Lâm Thanh Nghiên, không khỏi có chút chột dạ. Lâm Thanh Nghiên nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng nói, "U, làm sao?" Phong Lưu khoái hoạt xong lại nghĩ tới ta tới rồi sao? Cái này, Tiêu Dật Phong một chút chột dạ nói. Làm sao nói đều hữu khí vô lực. Bị yêu nữ kia ép cô. Lâm Thanh Nghiên âm dương quái khí mà nói. Tiêu Dật Phong dở khóc dở cười nói, Thanh Nghiên, ngươi đang nói bậy bạ gì, ta đây không phải chột dạ sao? Ngươi cũng sẽ chột dạ sao? Hỗn đảng, đi ra. Lâm Thanh Nghiên giận đùng đùng rời đi, dẫn đến một đường kim kê bay loạn. Cái này nói thì dài dòng, sự tình ra có nguyên nhân. Tiêu Dật Phong vội vàng đi theo. Lâm Thanh Nghiên hừ một tiếng nói, có cái gì tốt phức tạp, chẳng phải tinh trùng lên não, nam nhân, đều một cái dạng. Tiêu Dật Phong đưa tay kéo nàng, cười khổ nói, không phải như ngươi nghĩ, tình huống lần này có chút đặc thù. Tình huống đặc thù, ngươi có cái nào tình huống không đặc thù? Lâm Thanh Nghiên thở phì phò hất tay của hắn ra. Tiêu Dật Phong bị nàng đổi e rằng nói mà chống đỡ, Lâm Thanh Nghiên nhìn xem hắn cái này ngốc ngơ ngác bộ dáng, càng cho hơi vào hơn không đánh một chỗ đến. Nàng quay người liền muốn bay lên không, Tiêu Dật Phong vội vàng đưa tay giữ chặt nàng nói, Thanh Nghiên, ta sai rồi, không nên giấu giếm ngươi. Hắn cuối cùng biết Lâm Thanh Nghiên vì cái gì tức giận như vậy, lấy Lâm Thanh Nghiên trí tuệ, không có khả năng nghĩ mãi mà không rõ những này. Huống chi nàng đã sớm biết mình có những nữ nhân khác, sở dĩ tức giận như vậy, đoán chừng hay là hai cái nguyên nhân. Chính mình giấu giếm nàng, đối tượng không phải nàng. Lâm Thanh Nghiên nghe vậy mặc dù hay là xuống đài không được, nhưng không có dự định tiếp tục đi ý tứ. Tiêu giật phong vội vàng rèn sắt khi còn nóng đem chính mình cùng sơ mặt cử động lần này nguyên nhân nói cho Lâm Thanh Nghiên, cuối cùng đàng hoàng nói, ta biết sai, ta chủ yếu là sợ sẽ kích thích đến ngươi. Lâm Thanh Nghiên kỳ thật đã sớm tại mạnh bà cái kia biết được sự tình ngọn nguồn, tăng thêm nhớ tới trước đó sơ mặt nói trò đùa nói thế mới biết nguyên lai like đây không phải là trò đùa nói rời đi tiên phủ này đích thật là muốn hai người bọn họ song tu nàng tức giận điểm cùng tiêu vật phong nghĩ một dạng chính là tiêu vật phong giấu giếm nàng cùng đối tượng không phải nàng còn gì nữa không tiêu vật phong có chút mộng còn có hắn chỉ có thể thành thật nói không rõ ràng lâm thanh nghiên hừ lạnh một tiếng nói cấp độ kia ngươi nghĩ rõ ràng lại tới tìm ta nàng nói liền lại muốn đi tiêu vật phong vội nói thanh niên Ngươi có muốn hay không khôi phục lần trước ký ức?" Lâm Thanh Nghiên có chút kinh ngạc quay đầu lại hỏi nói, chẳng lẽ lại là cái kia kỳ, kỳ kỳ quái quái tam sinh thạch. Tiêu Dật Phong từ trong thức hải lấy ra ở kiếp trước Lâm Thanh Niên cái kia hư nhược thần hồn, Lâm Thanh Nghiên cũng trong nháy mắt cũng cảm giác được vậy cùng chính mình có cùng nguồn gốc khí tức. Tiêu Dật Phong trịnh trọng nói, đây là ngươi ở kiếp trước thần hồn, có ngươi ở kiếp trước ký ức, nhưng có muốn hay không dung hợp, do ngươi làm chủ. Ta dung hợp nó, có phải hay không liền có thể biết ở kiếp trước chúng ta sự tình?" Lâm Thanh Nghiên hỏi. Tiêu giật phong gật đầu nói, đúng vậy. Lâm Thanh Nghiên duỗi ra tố bạch tay nhỏ nói, cái kia cho ta. Tiêu giật phong nghĩ đến Lâm Thanh Nghiên tính cách, hay là cẩn thận nói, ngươi nhất định phải cam đoan không làm thương hại nàng. Lâm Thanh Nghiên tức giận nói, đây là chính ta, ta tổn thương nàng làm gì. Tiêu giật phong lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem thần hồn giao cho trên tay nàng, thấy thế Lâm Thanh Nghiên thần sắc hơi chậm. Lâm Thanh Nghiên thu hồi thần hồn kia, sau đó thuấn di rời đi, không cho tiêu giật phong lại nói nửa câu cơ hội. Tiêu giật phong dở khóc dở cười, chỉ có thể lắc đầu lại đi tìm mạnh bà hỏi thăm một chút tình huống trước mắt. Mạnh bà nhìn xem tiêu giật phong khí tức trên thân cũng có chút hoảng thần, cười nói, ngươi thật đúng là tu luyện số mệnh luân hồi quyết, trên người ngươi khí tức rất giống hắn. Tiêu giật phong cũng hiểu được, giống như cũng vô dụng, chính chủ hẳn là sẽ tại không lâu tương lai liền trở lại. Hắn bất đắc dĩ hỏi, mạnh bà tỷ tỷ, túc tôn có phải hay không cái mái tóc dài màu trắng bạc thanh niên nam tử? Mạnh bà kinh ngạc mà hỏi thăm, làm sao ngươi biết? Ta rõ ràng chưa nói với ngươi, chẳng lẽ là nàng nói? Tiêu giật Phong nhíu mày hỏi, nàng. Mạnh bà tự biết thất ngôn, kém chút bại lộ sơ mặt sự tình, nói sang chuyện khác, ngươi đến cùng làm sao mà biết được? Tiêu Dật Phong thở dài nói, ta tại thời gian chi hà gặp được hắn, hắn đang hướng về tương lai đi đến, có thể sẽ tại thời gian nào đó trở về, lại hoặc là hắn đã trở về. Dù là bây giờ túc tôn lập trường chưa định, hắn hay là lựa chọn đem hắn xem như địch nhân, dù sao đây là hủy diệt thế giới nhân vật nguy hiểm. Hắn không biết túc tôn lúc nào trở về, cũng không biết mạnh bà sẽ đứng tại bên nào, nhưng lại hay là quyết định nói cho mạnh bà tin tức này. Hắn không nghĩ đến thời điểm mạnh bà tại túc tôn ra lệnh một tiếng biến thành địch nhân, cùng mình trở mặt thành thù. Nếu như đến lúc đó chính mình còn ẩn giấu ai tại luân hồi tiên phủ, chính là một lần đóng gói đưa cho địch nhân. Tiêu giật phong không có ý định cược, chỉ muốn muốn mạnh bà một câu. Mạnh bà cũng minh bạch tiêu giật phong lo lắng, đối với hắn trịnh trọng cam kết, nếu như túc tôn trở về, ta sẽ bảo đảm đem trong tiên phủ người bình yên vô sự đưa ra ngoài, đây là ta có thể làm đến cực hạn. Tiêu giật phong gật đầu nói, tốt, ta tin tưởng ngươi. Lời tuy như vậy, nhưng hắn hay là lưu thêm một cái tâm nhãn. Dù sao loại chuyện này, ai nói đến chuẩn đâu. Vạn nhất mạnh bà cũng thân bất do kỹ đâu. Chương 1163, ai nói cành cây nhỏ không thể treo quả to. Hai người tâm tình đều có chút nặng nề, tiêu giật phong cười cười nói, mạnh bà tỷ tỷ, có thể hay không nói cho ta biết một chút chuyện của hắn. Ta biết, có thể nói đều nói rồi, hắn rất mạnh. Không phải ngươi có thể chống cự, ngươi tốt nhất đừng đối địch với hắn." Mạnh bà thấp giọng nói. Tiêu Dật Phong cười khổ một tiếng, sau đó bất đắc dĩ nói, nếu như có thể, ta cũng không muốn đối địch với hắn a, à, hắn đến cùng là dạng gì một người. Mạnh bà buồn bã nói, tựa như ta đã nói với ngươi, hắn không phải người của thế giới này, mặc dù hắn là cùng mệnh Tôn cùng đi đến thế giới này, nhưng tựa hồ cùng Tịch Nhan tiên tử đến từ cùng một nơi, tiên giới. Ngươi cũng không biết hắn đến từ chỗ nào." Tiêu Dật Phong kinh ngạc nói. "Không biết" Nhưng từ hắn cùng tịch nhan tiên tử đối thoại phán đoán, hắn hẳn là cùng tịch nhan đều đến từ tiên giới. Mạnh bà đạo. Đến từ tiên giới sao? Vậy hắn số mệnh luân hồi quyết là tịch nhan tiên tử vậy? Tiêu giật phong nhíu mày một cái nói. Mạnh bà lắc đầu, phủ nhận nói, không phải, hắn cùng tịch nhan chạm mặt trước đó, hắn ngay tại tu luyện số mệnh luân hồi quyết, mà lại hắn số mệnh luân hồi quyết cảnh giới rất cao. Tịch nhan hoài nghi hắn là từ tiên giới trốn xuống tới diệt thế giả lấy hủy diệt thế giới đến hấp thu thiên đạo chi lực, hắn cũng không phủ nhận. Tiêu Dật Phong nhạy cảm đã nhận ra mấu chốt, kích động nói, số mệnh luân hồi quyết còn có thể có những biện pháp khác trưởng thành. Hắn một mực buồn bực tại số mệnh luân hồi quyết chỉ có thể hấp thu thiên đạo chi lực trưởng thành, nếu như có thể có những phương thức khác, vậy liền không thể tốt hơn. Mạnh bà cho hắn tạt một chậu nước lạnh, thản nhiên nói, đối với ngươi mà nói không có, nhưng đối với tịch nhan tới nói, có. Nàng là tuần tra tiên nhân, có thể du tẩu cùng từng cái thế giới, hấp thu một chút thiên đạo chi lực, ngẫu nhiên có thể thu được đã hủy diệt thế giới lưu lại lực lượng. Loại phương pháp này thu thập sẽ khá chậm, cho nên cảnh giới tăng lên cũng không nhanh, kém xa hủy diệt thế giới tới cũng nhanh. Tiêu Dật Phong bừng tỉnh đại ngộ, có chút thất lạc nói, nói ngắn gọn, nàng đây là ăn cơm trăm nhà. Mạnh bà thần sắc cổ quái, im lặng nói, người ta thật tốt trách trời thương dân làm sao bị ngươi nói cùng ăn mày một dạng. Tiêu Dật Phong có chút xấu hổ, tịch nhan tiên tử phương pháp đối với hắn hoàn toàn chính xác không thích hợp, bởi vì hắn không cách nào hành tẩu tại từng cái trong thế giới. Tịch Nhan bản thân thực lực cường đại, tăng thêm tuần tra sứ giả quyền lực tăng thêm, cho nên có thể du tẩu từng cái trong thế giới. Tiêu Dật Phong liền không giống với lúc trước, căn bản là không có cách hành tẩu trong tinh không, cho nên phương pháp này đối với hắn không làm được. Hắn buồn bực hỏi, sở dĩ năm đó túc tôn tới đây, chính là vì hủy diệt thế giới, cướp đoạt thiên đạo chi lực. Cuối cùng cùng Tịch Nhan vị này tiên nhân xảy ra tranh chấp. Mạnh bà có chút buồn bực nói, đại khái là vậy, trí nhớ của ta bị mất rất nhiều, nhưng trong ấn tượng giữa bọn hắn vốn không về phần ngươi chết ta sống. Tiêu dật phong lập tức bác quái, hiếu kỳ nói, ngươi nói như vậy, giữa bọn hắn không chỉ là cừu địch, còn có chút ân oán dây dưa. Mạnh bà chỗ nào không biết gia hỏa này tâm tư, nhịn không được cười lên nói, ngươi biết những này làm gì. Ngươi chỉ cần biết rằng, nếu quả thật như như lời ngươi nói, túc tôn từ dòng sông thời gian hướng tương lai đi đến, vậy hắn cơ hồ liền hay là thời kỳ toàn thịnh. Thời kỳ toàn thịnh túc tôn cùng mệnh tôn, cùng bây giờ kéo dài hơi tàn mệnh tôn, cũng không phải một cái cấp bậc chịu túc tôn một quyền kém chút hồn phi phách tán tiêu giật phong thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ đối phương cường đại để hắn hiện tại cũng lòng còn sợ hãi hắn im lặng nói vậy ta cũng không có cách nào không trêu chọc a à, hắn là diệt thế mà đến ta cũng không thể nhắm mắt đợi chết đi mạnh bà nhìn xem hắn chân thành nói ngươi như là đã tu luyện số mệnh luân hồi quyết không muốn chết tại diệt thế tai ương bên dưới vậy liền cố gắng hấp thu thiên đạo chi lực chỉ cần trong cơ thể ngươi thế giới mầm non có thể đạt tới tầng năm cánh hoa ngươi liền có thể có được chính mình tiểu thế giới mà tiểu thế giới đạt tới tầng 7 cánh hoa, liền có thể rời đi thế giới chân thật độc lập tồn tại. Nàng nhìn chầm chầm vào hắn một lúc lâu nói, đến lúc đó ngươi liền có thể mang lên ngươi coi trọng người, rời đi cái này sắp sụp đổ thế giới. Tiêu giật phong ánh mắt phức tạp, nhịn không được hỏi, cái kia số mệnh giới cùng luân hồi tiên phủ, theo thứ tự là bao nhiêu tầng cánh hoa thế giới. Số mệnh giới ta không rõ ràng, nhưng luân hồi tiên phủ năm đó là 8 tầng cánh hoa, cách hoàn chỉnh thế giới chỉ thiếu chút nữa xa, chẳng qua hiện nay đã sụp đổ. Mạnh bà thở dài nói. Ta bây giờ có hạt giống thế giới, có hay không biện pháp trực tiếp tiếp nhận luân hồi tiên phủ? Tiêu giật phong ánh mắt sáng rực hỏi. Hắn muốn nảy ra góc tường, nảy ra túc tôn góc tường. Bây giờ luân hồi tiên phủ sở dĩ rách nát sụp đổ, cũng là bởi vì túc tôn mang đi luân hồi tiên phủ căn cơ. Nếu như nói luân hồi tiên phủ là một gốc hoàn chỉnh hoa sen, giờ phút này cũng chỉ còn lại có một cái đóa hoa, những bộ phận khác bị túc tôn mang đi. Tiêu giật phong đoán chừng đây là bởi vì túc tôn muốn du tẩu tại dòng sông thời gian, cần phải có đồ vật che chở tự thân nhưng túc tôn vì cái gì không có mang đi hoàn chỉnh luân hồi tiên phủ hắn liền không có suy nghĩ minh bạch chẳng lẽ là bởi vì luân hồi tiên phủ bên dưới cái kia sâu không thấy đáy vực sâu hắn không muốn nhiễm nhân quả này nhưng đối với tiêu dật phong tới nói đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở trước mắt có một cái tám tầng cánh hoa thế giới nếu như mình có thể di hoa tiếp một lấy chính mình thanh liên nối liền luân hồi tiên phủ đó chính là lấy không tiểu thế giới mạnh bà có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn khẽ mỉm cười nói ngươi ngược lại là thông minh nhặt có sẵn trái cây Ngươi có nghĩ tới hay không, vì cái gì mệnh tôn không chiếm? Không phải liền là nhân quả sao? Dù sao ta đều cổng. Tiêu giật phong hoàn toàn thất vọng. Mạnh bà tỷ tỷ, ngươi liền nói, cách làm này có khả năng hay không, ngươi có nguyện ý hay không đi? Đại nhân vật sợ nhân quả quấn thân, nhưng mình đều phải chết, uống rượu độc giải khác cũng so chết ở chỗ này tốt. Mạnh bà từ chối cho ý kiến, trầm tư chốc lát nói, ta cũng không biết được hay không, nhưng cả hai đều là số mệnh luân hồi quyết diễn sinh thế giới, hẳn là có tính khả thi tiêu dật phong còn chưa kịp vui vẻ mạnh bà liền lại cho hắn tạc một chậu nước lạnh nói bất quá ngươi số mệnh luân hồi quyết tối thiểu cũng phải có tầng năm cánh hoa mới được không phải vậy bây giờ luân hồi tiên phủ đè xuống sợ là muốn trực tiếp đè sập ngươi số mệnh luân hồi quyết tạo ra thế giới mầm non tiêu dật phong bó tay rồi đạo lý giống như đích thật là đạo lý này liền cùng cây cối cấy ghép một dạng dù sao cũng phải không kém nhiều bây giờ luân hồi tiên phủ quá mức khổng lồ chính mình thanh liên nhịn không được các ngươi đang nói gì đấy sơ mặt từ đằng xa chậm rãi đi tới, trên mặt mang nụ cười ôn nhu. Tiêu giật phong lập tức cảm thấy trái với lẽ thường, ai nói cành cây nhỏ không có khả năng treo quả lớn, trước mắt cái này không phải liền là. Sơ mặt gặp hắn nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn mình chầm chầm, sắc mặt đỏ lên nói, ngươi dạng này nhìn ta làm gì? Không có gì, không có gì. Tiêu giật phong vội vàng che giấu nói. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Ta có thể nghe một chút sao? Sơ mặt hiếu kỳ hỏi. Không nói gì, chúng ta chuẩn bị đi tiên phủ biên giới nhìn xem có thể hay không ra ngoài. Tiêu giật phong tránh nặng tìm nhẹ đạo. Hắn không muốn để cho sơ mặt lo lắng những chuyện này, trời sập xuống hẳn là do chính mình đỉnh lấy mới là. Mạnh bà cũng phối hợp nói, đi thôi, chúng ta cùng đi nhìn xem. Theo lý thuyết ngươi bây giờ cũng có thể hành tẩu ở trong hư không? Chương 1164, không dưới cờ nhiều lắm là sốt bàn cờ. Tiêu giật phong ôm nhu thò tay kéo lên sơ mặt, cười nói, đi, mặt nhi, cùng đi. Sơ mặt gật đầu ừ một tiếng, ba người cùng đi đến luân hồi tiên phủ biên giới. Lần này tiêu giật phong lần nữa lưu ý trước đó những cái kia màu hồng dãy núi, tinh tế đến một lần, quả nhiên là tám tầng. Nhìn trước mắt biến ảo khó lường hư không, mạnh bà nhắc nhở, ngươi trước đưa tay đụng vào, nếu như không được, lập tức thu tay lại trở về. Sơ mặt cũng nhắc nhở, giật phong, ngươi coi chừng. Tiêu giật phong nhẹ gật đầu, mỉm cười, tại mạnh bà hai người trong ánh mắt lo lắng, lần nữa đưa tay đụng vào cái kia trước đó đối với mình tạo thành cực lớn tổn thương hư không lúc này hư không cũng không còn cách nào đối với hắn tạo thành quá nghiêm trọng tổn thương, nhưng một cổ quỷ dị năng lượng lại tiếp tục tại thấm vào trong cơ thể hắn. Mạnh bà giải thích nói, bây giờ thực lực của ngươi cũng vô pháp thời gian dài ở trong hư không hành tẩu, phương pháp tốt nhất chính là sẽ đoạn rơi chuỗi nhân quả một lần nữa nối liền. Đến lúc đó ta sẽ để cho luân hồi tiên phủ chuỗi nhân quả cụ hiện hóa, ngươi có thể ở trong hư không tìm tới bọn hắn, ngươi đưa nó ngay cả đứng lên chính là. Tiêu giật phong gật đầu biểu thị chính mình minh bạch, sau đó mấy ngày nay, hắn tại mạnh bà chỉ đạo bên dưới, ngắn mũi đi vào trong hư không, lại nhanh chóng trở về. Hắn không ngừng thông qua các loại thí nghiệm thăm dò hư không, thích ứng chính mình bây giờ số mệnh luân hồi quyết. Sơ mặt im lặng lặng yên hầu ở bên cạnh hắn, lặng lặng mà nhìn xem hắn, ánh mắt ôm nhu. Lâm Thanh Nghiên không biết lúc nào bế quan, Tiêu Dật Phong lặng lẽ vận dụng quyền hạn kiểm tra một hồi, phát hiện nàng ngay tại dung hợp ở kiếp trước thần hồn, liền cũng liền yên lòng. Một khi Lâm Thanh Nghiên dung hợp trước đó thần hồn, thực lực của nàng khẳng định sẽ nên đón một lần tăng vọt, không nói những cái khác, liền cảnh giới đại thừa kinh nghiệm đã đủ để nghiền ép cùng cảnh giới những người khác. Tiêu Dật Phong đã là chờ mong lại là tâm thần bất định, hắn không biết dung hợp kiếp trước Lâm Thanh Nghiên đối với mình là dạng gì tình cảm. Mà lại lấy Lâm Thanh Nghiên tính cách, một khi thực lực đột nhiên tăng mạnh, có phải hay không lại sẽ kích động muốn cướp lấy làm lão đại. Bất quá Lâm Thanh Nghiên thời gian này bế quan, cũng là cho Tiêu Giật Phong một cái cơ hội, với hắn mà nói vừa đúng. Bởi vì có thể cho đầy đủ thời gian cho Tiêu Giật Phong cùng Sơ Mặc hai người ở chung, mấy ngày nay Tiêu Dật Phong cùng Sơ Mặc đơn độc ở chung, mỗi ngày như hình với bóng, tiêu giật phong ban đêm cũng là tại sơ mặt trong phòng nghỉ ngơi, ngược lại là mỗi ngày cần cù trồng trọt, hoàng mỹ kỳ danh viết là vì sơ mặt khôi phục bản nguyên, bất quá hiệu quả cũng là có thể thấy được tốt, sơ mặt sắc mặt dần dần hồng nhuận đứng lên, cả người mặt mày tỏa sáng, càng phát ra xinh đẹp tuyệt luân, để cho người ta xem qua khó quên. tiêu giật phong nói mái tóc dài màu trắng bạc đẹp mắt, nàng cũng liền không có đem đầu kia mái tóc dài màu trắng bạc cho che lấp đứng lên, nếu như nói trước đó nàng là không nhiễm phàm trần tiên tử nàng bây giờ tựa như trong huyển cảnh đi ra hoàng mỹ tinh linh bình thường, tựa như ảo mộng, lộ ra cực kỳ không chân thực. Tiêu Dật Phong cảm giác sơ mặt tựa như một tấm giấy trắng, tính dẻo cực mạnh, còn nhỏ đi theo Liễu Hàn Yên, để nàng vô ý thức hướng Liễu Hàn Yên làm chuẩn. Cho nên thời điểm đó nàng cùng Liễu Hàn Yên một dạng, trên người có cự người nhàn dặm cảm giác, giống như là hư vô mờ mịt, bất cận nhân tình tiên tử. Trở lại Bắc Đế thành về sau, tại Tiêu Dật Phong nhắc nhở bên dưới, trên người nàng bắt đầu xuất hiện một chút nhân tính khí tức. Lại đến bây giờ, sơ mặt đã biến hóa rất lớn, cùng Liễu Hàng Yên đã hoàn toàn khác biệt, sẽ không lại để cho người ta cảm thấy các nàng rất giống. Bây giờ nàng Hoàng Mỹ giống như một cái không tồn tại thiếu hụt người, không có Liễu Hàng Yên tiểu tính tình, không có Lâm Thanh Nghiên âm tình bất định, không có Tô Diệu tình xúc động tùy hứng. Nàng bản thân vượt khỏi trần gian, đối với chuyện đạm mạc tính tình, lại có thể chu đáo, dọc nước không lọt, mà lại hết thảy tựa hồ cũng tại nàng trong lòng bàn tay. Nói thật, Tiêu Dật Phong vẫn cảm thấy sơ mặt không chân thực, nàng quá hoàng mỹ, nhưng lại như lọt vào trong sương mù, để cho người ta nhìn không thấu, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Bất quá tiêu giật phong biết sơ mặt sẽ không hại chính mình, chỉ cần nàng có thể tại bên cạnh mình, như nàng nói tới, hai người cùng một chỗ đại đạo đồng hành chính là. Thời gian vội vàng, lại qua nửa tháng có thừa, Lâm Thanh Nghiên còn đang bế quan, nhưng khí tức ổn định. Tiêu giật phong cũng không có đợi thêm, hắn tại mạnh bà cùng sơ mặt lo lắng trong ánh mắt, bay vào hư không mênh mông bên trong. Các loại tiêu giật phong sau khi đi, mạnh bà nhìn thoáng qua ánh mắt cấp tốc bình tĩnh trở lại sơ mặt, cổ quái hỏi, ngươi thật giống như không phải rất lo lắng bộ dáng. Sơ mặt cười cười nói, ta đích xác không lo lắng, bởi vì hắn sẽ không chết ở chỗ này, hắn còn muốn trở về cùng ta đại hôn đâu. Mạnh bà kịp phản ứng, tao mày nói, ngươi xem qua tương lai. Nhìn qua vụn vặt, tương lai rất thú vị. Sơ mặt mỉm cười nói. Mạnh bà rõ ràng đối với cửu chuyển số mệnh quyết hiểu rất rõ, cũng không có truy vấn tương lai chi tiết. Nàng chỉ là nhắc nhở, vậy ngươi cũng hẳn là biết, chỉ cần bỏ ra đầy đủ đại giới, tương lai là có thể bị phạm vi nhỏ cải biến ngươi bây giờ đã mất đi số mệnh hạt giống tuyệt đối không nên ý đồ lại nghịch chuyển tương lai không phải vậy phản vệ vượt qua tưởng tượng của ngươi sơ mặt gật đầu nói ân ta đã biết gặp nàng đáp ứng sản khoái như vậy mạnh bà không khỏi nửa tin nửa ngờ cùng lúc đó vân băng tuyền cũng dặn đi dặn lại nói sơ mặt mặc kệ trước ngươi tính toán gì ngươi bây giờ đã đã mất đi đánh cờ tư cách đừng lại ý đồ tiếp tục lạc tử nếu như nói trước đó sơ mặt có số mệnh hạt giống là chấp kỳ thủ lời nói bây giờ nàng chỉ có thể nhớ kỹ trước đó ván cờ, mà không cách nào lại tùy cơ ứng biến, cơ hồ chính là bên dưới đánh cờ mồm. Mà lại cái này phản vệ cùng trước đó cũng không phải một cái lượng cấp, Vân Băng Tuyền cũng không hy vọng gia hỏa này đùa chơi chết chính mình. Sơ mặt từ một tiếng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không lại tiếp tục lạc tử, ta còn muốn cùng hắn đại hôn đâu. Không xuống cũng không dưới, nhiều lắm là sốt bàn cờ. Khi tiêu giật phong bước vào hư không, lập tức cảm nhận được vô biên hư vô, trong hư không này, hắn phản phất một mảnh cô độc lá cây tại trong biển rộng mênh mông phiêu diêu. Trong hư không, mặc dù không có thực thể thiên địa, nhưng lại tràn đầy bất ngờ lực lượng. Mảnh này rộng lớn vô ngần, hư không vô biên vô tận phản phất vô tận mê cung, để cho người ta cảm nhận được sinh mệnh nhỏ bé. Ở chỗ này, hoàn toàn cảm giác không thấy thời gian trôi qua, cũng căn bản không biết trên dưới trái phải, bốn phía là vô biên hư không chi lực, ý đồ đem hắn đồng hóa thành hư không sinh vật. Nếu như không phải tiêu giật phong có được hỗn độn tiên thể, đối với nguồn lực lượng này có rất mạnh sức miễn dịch, chỉ sợ đã sớm bị đồng hóa. Tại đoạn đường này tìm kiếm bên trong, hắn gặp các loại hư không thần bí sinh vật, bọn chúng vô hình vô chất, lại có thể cảm nhận được bọn chúng khí tức cường đại tồn tại. Những sinh vật này ở trong hư không sinh tồn, cùng trong thế giới hiện thực sinh vật hoàn toàn khác biệt, nhưng để cho người ta dị thường kiên kỵ, căn bản không dám chọc giận bọn hắn. Tiêu Dật Phong không biết bọn hắn là mê thất ở trong hư không nhân loại, lại hoặc là sinh trưởng ở địa phương hư không sinh vật nhưng hắn biết nếu như mình không nhanh một chút tìm tới trở về hiện thực nhân quả chi tuyến, chính mình liền sẽ trở thành giữa bọn hắn một thành viên. Chương 1165, từ thời gian chi hà mang về quái vật. Thời gian ở trong hư không trở nên vô cùng dài, Tiêu Dật Phong không biết mình tại trong vùng hư không này đến tột cùng vượt qua bao lâu. Nhưng Tiêu Dật Phong cảm giác mình qua thật lâu, thật lâu, cơ hội muốn mê thất ở trong hư không, kém chút quên chính mình mục đích tới nơi này. Trong lòng của hắn chấp nhất để hắn không ngừng tiến lên, không biết qua bao lâu hắn rốt cục ở trong hư không tìm được một cây cụ hiện hóa đứt gãy chuỗi nhân quả đây là luân hồi tiên phủ cùng thế giới chân thật ở giữa liên hệ bị thiên đạo chặt đứt ở trong hư vô tung bay nhưng đầu này chuỗi nhân quả chỉ là một đoạn nhỏ tự hồ là bị sinh vật gì làm hỏng dù là kết nối lại cũng vô dụng tiêu giật phong không hề từ bỏ tiếp tục ở trong hư không tìm kiếm đã có cắt đứt quan hệ liền nhất định còn có không gãy bộ phận thời gian không phụ người hữu tâm hắn vài ngày sau vừa tìm được một đầu tung bay chuỗi nhân quả nó nhìn qua tương đối hoàn chỉnh nhìn một cái không có đứt gãy chỗ. Nhưng muốn một lần nữa kết nối căn này chuỗi nhân quả cũng không phải là chuyện dễ, bởi vì dây nhỏ này bên cạnh trông coi một đầu hư không sinh vật. Đầu kia hư không sinh vật giống như một cái to lớn sứa, toàn thân tản ra nhàn nhạt lam quang, toàn thân trong suốt, phản phất dung nhập hư không. Nó dạng xuề ô bộ phận rộng thùng thình lại mỏng như cánh ve, yếu ớt quan trạch ở trong hư không dao động, như là một đóa mê ly u lam hoa. Nó dưới đáy xúc tu giống như vô số sợi tơ, kéo dài đến bốn phía, không ngừng cảm giác hết thảy chung quanh động tĩnh một cổ năng lượng thần bí ba động từ trên người nó tản ra để cho người ta cảm nhận được nó lực lượng thần bí mà cường đại tiêu dật phong ánh mắt ngưng lại cái này sinh vật thần bí đoán chừng đem cụ hiện hóa chuỗi nhân quả làm đồ chơi đang không ngừng dùng xúc tu khuấy động lấy cái kia chuỗi nhân quả trước mắt xem ra đầu này chuỗi nhân quả là hoàn chỉnh không nhìn thấy đứt gãy địa phương nhưng hắn biết mình muốn một lần nữa kết nối căn này chuỗi nhân quả trước hết đánh bại đầu này hư không sinh vật ngay tại hắn lộ ra một tiêu địch ý thời điểm đầu kia hư không sinh vật tự hồ đã đã nhận ra tiêu giật phong ý đồ nó xúc tu trong nháy mắt duỗi dài giống như vô số đầu mâu nhọn trực chỉ tiêu giật phong tiêu giật phong mặc dù kinh hãi nhưng không loạn khí tức trong nháy mắt tăng vọt linh lực mãnh liệt mà ra một đạo kiếm khí chém về phía những cái kia điên cuồng công kích mà đến xúc tu nhưng hắn đánh giá thấp cái này hư không sinh vật cường đại kiếm khí của hắn tại những xúc tu này trước mặt trong nháy mắt bị xoắn nát đại thừa đỉnh phong tiêu giật phong không khỏi tê cả da đầu cái đồ chơi này lại có đại thừa đỉnh phong tu vi nhưng đầu này hư không sinh vật không có cho hắn hối hận thời gian, cho thấy lực lượng kinh khủng. Nó xúc tu hóa thành vô số lợi kiếm, như là trong hắc ám lưỡi hái tử thần, phá núi liệt thạch giống như hướng lấy tiêu giật phong chém tới. To lớn dạng xuề ô bộ phận thì cấp tốc mở rộng ra, trong nháy mắt bao phủ tiêu giật phong ánh mắt chiếu tới, như sấm ao bình thường treo cao đỉnh đầu hắn. Nó xúc tu như là lôi đình giáng thế, hóa thành từng đạo sáng chói lam quang thiểm điện, phô thiên cái địa hướng phía tiêu giật phong chém tới. Cùng lúc đó, từng mảnh từng mảnh như mưa giông gió bão màu lam băng nhận từ trên trời giáng xuống phản phất muốn đem tiêu giật phong cắt chém thành mảnh vỡ tiêu giật phong không khỏi trợn mắt hốc mồm đối phó chính mình đến nỗi như thế toàn lực ứng phó sao đại pháo đánh con mũi a à? nhưng không kịp nghĩ nhiều đối mặt cường đại như vậy địch nhân hắn thân hóa hư vô toàn lực vận chuyển thể nội số mệnh luân hồi quyết ý đồ tranh thủ thời gian đào thoát hắn dù là đã dốc hết toàn lực nhưng vẫn khó mà ngăn cản hư không sinh vật tấn công mạnh hắn quần áo bị xé nứt máu tươi rải đầy hư không, thủng trăm ngàn lỗ. Ngay tại tiêu giật phong lâm vào thập tử vô sinh hoàn cảnh hiểm nguy lúc, trong cơ thể hắn phản phất có cái gì bị kích hoạt lên bình thường, đột nhiên hiện ra một cổ cường đại lực lượng. Nguồn lực lượng này trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn tuôn ra, ngưng tụ thành một cái mênh mông vô ngần cự thủ. Cự thủ này trống rỗng mà lên, chung quanh quanh quẩn lấy từng đạo cùng bạo vô địch thần lôi, phản phất muốn xé rách hư không. Cự thủ hào quang sáng chói, như là tinh thần giáng thế quét ngang hư không, mang theo vô tận thần uy, một quyền đánh phía hư không sinh vật. Một quyền này phản phất dung hợp giữa vũ trụ cường đại nhất pháp tắc, khiến cho toàn bộ hư không đều đang rung rẩy, tự hồ muốn phá toái. Hư không sinh vật hoảng sợ nhìn cái này cự thủ, trong nháy mắt co vào, ý đồ đào vong. Nhưng ở cự thủ oanh kích bên dưới, hư không sinh vật phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong nháy mắt bị phá hủy thành vô tận điểm sáng màu lam, tiêu tán ở trong hư không. Nguyên bản vô cùng cường đại hư không sinh vật, tại lực lượng thần bí này trước mặt, như là con kiến hôi yếu ớt, không hề có lực hoàn thủ tiêu giật phong rung động đứng tại chỗ chỉ cảm thấy rùng mình một cổ thỏ tử hồ bi cảm giác tự nhiên sinh ra cái này hư không sinh vật dù là đời trước của hắn đều không có nắm chắc tất thắng mà tại lực lượng thần bí này trước mặt cái này hư không sinh vật bị dễ như trở bàn tay không hề có lực hoàn thủ nguồn lực lượng này ngang qua hư không xuyên thấu qua dòng sông thời gian đến từ vậy thời gian chi hà bên trong cái kia hư hư thực thực túc tôn cường giả hắn thế mà cách dòng sông thời gian đang đánh ra một quyền kia thời điểm đem cổ này không có gì sánh kịp lực lượng đánh vào tiêu giật phong thể nội, bây giờ mới xuất hiện. Tiêu giật phong không tin túc tôn có hảo tâm như vậy là vì bảo hộ hắn, rõ ràng là nguồn lực lượng này bị hư không sinh vật tiếp xúc phát, mới bất đắc dĩ xuất hiện. Như hắn sở liệu, luồng sức mạnh mạnh mẽ này cũng không có tán đi, mà là thuận chuỗi nhân quả, quét ngang hết thảy giống như hồng thủy mảnh thú giống như hướng về thế giới chân thật giáng lâm mà đi. Tiêu giật phong sắc mặt ngưng trọng, hắn không cách nào dự đoán túc tôn ý đồ, cũng không biết nguồn lực lượng này sẽ đối với thế giới hiện thực mang đến dạng gì ảnh hưởng. Hắn không do dự, đi vào đứt kể chuỗi nhân quả trước, nhắm mắt ngưng thần, thử nghiệm dùng ý thức của mình đi cảm ứng căn này chuỗi nhân quả cuối cùng. Một lát sau, tiêu giật phong mừng rỡ mở to mắt, đầu này chuỗi nhân quả lại là hoàn chỉnh, hắn cảm ứng được thế giới chân thật. Hắn cấp tốc xuất ra luân hồi ngọc bội, sau đó theo mạnh bà nói tới phương pháp cầm trong tay ngọc bội chuỗi nhân quả cụ hiện hóa. Phía sau hắn xuất hiện một đầu thật dài chuỗi nhân quả, tiêu Dịch phong không dám trì hoãn, chuỗi nhân quả cụ hiện hóa liền dễ dàng bị hư không sinh vật công kích vạn nhất bị cái nào xen vào việc của người khác hư không sinh vật chặt đứt đầu này chuỗi nhân quả chính mình coi như vĩnh viễn vây ở chỗ này tiêu giật phong đem số mệnh luân hồi quyết lực lượng rót vào căn này đứt gãy chuỗi nhân quả bên trên đem hai cây chuỗi nhân quả kết nối điều tiết đến cùng một tần suất tại thời khắc này hắn cảm nhận được luân hồi tiên phủ cùng thế giới hiện thực ở giữa liên hệ khôi phục cả hai lần nữa chặt chẽ tương liên tiêu giật phong không do dự cấp tốc mặc niệm chú ngữ biến mất đầu này chuỗi nhân quả, tránh cho nó bị mặt khác hư không sinh vật công kích dẫn đến đứt gãy. Sau đó hắn lựa chọn đi theo nguồn lực lượng cường đại kia trở lại thế giới chân thật, nhìn xem cái này túc tôn đến cùng muốn lợi dụng tự mình làm thứ gì. Tiêu giật phong trở lại thế giới chân thật, lại xuất hiện tại thất sát bế quan chỗ trong mật thất. Hắn nhìn xem quen thuộc mật thất, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng trở về. Nhưng giờ phút này giữa thiên địa tràn ngập một cổ lực lượng quỷ dị, hắn không do dự, vội vàng thuấn di đến ngoại giới. Khi nhìn đến ngoại giới một sát na, hắn mờ mịt nhìn về phía cao thiên một mặt địa nạn lấy tin chính mình từ dòng sông thời gian mang về quái vật gì chương 1166, nghìn túc tôn ngươi cuối cùng trở về cùng tiêu giật phong một dạng biểu lộ còn có yêu tộc trong doanh địa những người khác giờ phút này không ai chú ý tới hắn trở về bởi vì mọi người đều bị rung động thế gian tất cả mọi người người bất luận tu vi cao thấp bất luận phàm nhân tu sĩ giờ phút này đều chỉ còn lại rung động cảm giác chỉ gặp một cái mênh mông hư không vô ngần cự thủ trực tiếp đem bầu trời xé rách, hình thành một đạo khe nứt to lớn, phản phất muốn đem vũ trụ một phân thành hai. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt bị xé nứt, phản phất một bức tranh bị xé thành hai nửa. Vết rách to lớn tựa như từng đầu giao long, ở chân trời quay cùng, vạn vẹo, phản phất muốn đem trọn phiến thiên không thôn vệ. Theo cự thủ xuất hiện, toàn bộ thế giới hiện thực thiên đạo quy tắc đều tại rung động, phản phất bị cái này một cổ siêu việt thiên địa lực lượng chỗ áp chế. chung quanh thiên đạo quy tắc tại cự thủ trước mặt nhau nhau sụp đổ, không thể thừa nhận lực lượng cường đại kia, bắt đầu đứt gãy. Bàn tay khổng lồ kia tự hồ cũng không muốn lần nữa tiếp tục dây dưa, đem thiên địa quy tắc triệt để nghiền nát về sau, bỗng biến mất, chẳng biết đi đâu. Các loại quỷ dị dị tượng liên tiếp không ngừng mà xuất hiện, khi thì trên bầu trời xuất hiện từng đạo vết rách, phản phất toàn bộ thế giới đều tại băng liệt. Khi thì mây đen quay cuồng, hóa thành ác quỷ u linh, dương nanh múa vuốt xoay quanh trên không trung, khi thì quần tinh thất tự, vương xuống vô số lưu tinh, như là trong bầu trời đêm nước mắt. Tất cả mắt thấy đây hết thảy sinh linh, cũng vì đó hoảng sợ thất thố, không biết làm sao. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng cường đại như thế, thậm chí không cách nào tưởng tượng có cái gì tồn tại có thể tạo thành cảnh tượng như vậy. Toàn bộ thiên địa phản phất đều lâm vào một loại cực độ hỗn loạn trạng thái, thiên đạo tự hồ đã mất đi cân bằng, không cách nào duy trì trật tự như cũ. Các loại hết thảy lắng lại về sau, toàn bộ thế giới trên bầu trời trong cùng một lúc mây đen dày đặc, trung lẫy bảy tiếng sấm tại trong tầng mây quanh quẩn, lóe ra quỷ dị điện quang. Trong lúc bất chợt, từ trong tầng mây vương xuống từng đợt mưa màu đỏ nhỏ, tựa như huyết dịch bình thường. Trận này huyết vũ tràn ngập ở thế giới trên không, bao trùm người vực, bắt vực, tinh thần lĩnh vực, mang hoang chi địa, cho toàn bộ thế giới bao phủ lên một tầng quỷ dị mà kinh khủng không khí. Trên bầu trời, phản phất có vô số bi thương linh hồn tại kêu trên, bọn chúng tiếng khóc hội tụ thành từng luồng từng luồng túc sát chi khí, làm cho chung quanh sinh linh cảm nhận được vô tận kiềm chế cùng sợ hãi. Tại cái này tiếng khóc bên trong, phản phất giống như thiên đạo tại kêu trên, bi thống không thôi loại cảnh tượng này để ở đây mỗi một cái sinh linh trong lòng rung lên, phản phất cảm nhận được giữa thiên địa một loại nào đó không cách nào nói rõ bi ai. Số mệnh giới Ngay tại cự thủ tại thế giới chân thật tàn phá bừa bãi thời điểm, số mệnh giới số mệnh luân hồi cuộn đột nhiên cấp tốc chuyển động đứng lên, tản mát ra cổ lão mà khí tức thần bí. Loại khí tức kia tràn ngập tại toàn bộ số mệnh giới, để ở đây toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ rung động. Và kia tạo hình kỳ lạ số mệnh trong thần điện ở giữa kinh thiên dụng cụ đột nhiên nhanh chóng xoay tròn, phát ra sáng chói ánh sáng. Một vệt kim quang thuận hai thanh lợi kiếm một dạng đỉnh chấp phóng lên tận trời, xuyên thẳng mây xanh, quấy toàn bộ số mệnh giới phong vân. Số mệnh giới không gian ba động càng ngày càng kịch liệt, phản phất có được thần bí gì lực lượng đang cuộn trào, ba động thậm chí truyền đến phía ngoài mệnh tinh biển. Tại số mệnh trong giới tất cả mọi người sợ ngây người, không rõ đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, còn là lần đầu tiên gặp. Diêm La Vương, vị này thường trú số mệnh giới Diêm La, cũng tại vì cái này dị biến mà cảm thấy kinh ngạc. Hắn đứng ở đằng xa, Ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên số mệnh thần điện, trong lòng dũng động không hiểu khẩn trương cùng chờ mong. Sâu thẳm trong thần điện, một đôi hờ hững con mắt ở trong hắc ám chậm rãi mở ra, thanh âm thần bí nương theo lấy trầm thấp tiếng cười trong điện quanh quẩn, phản phất tại mỉa mai thế gian hết thảy. Là số mệnh luân hồi quyết khí tức như vậy, trương dương trở về, thật sự là phù hợp cá tính của ngươi a. À. Túc tôn, ngươi rốt cục trở về. Bản tôn khổ đợi ngươi vạn năm lâu, ta đã sớm biết ngươi sẽ không dễ dàng chết đi. Phản phất là tại đáp lại hắn bình thường cái kia thuộc về túc tôn cự thủ xé rách thiên địa, từ thế giới chân thật phá giới mà đến, giáng lâm đến số mệnh giới mệnh tinh biển. Tới chỗ này về sau, cự thủ bắt đầu bình tĩnh trở lại, nhưng phía trên lại dũng động càng ngày càng rộng lớn chiến ý. Cũng không lâu lắm, cự thủ bắt đầu hóa thành quang mang, cuối cùng từ từ ngưng tụ thành một cái tóc bạc nam tử, quanh thân lóe chói mắt quang mang màu bạc, làm cho người mắt không dám xem. Nam tử tóc bạc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mệnh tinh biển sâu chỗ cửa lớn, chiến ý lăng lệ, tự hồ muốn đem toàn bộ số mệnh giới phá hủy hắn chậm rãi hướng cái kia đạo cửa lớn bên trong đi đến, trong nháy mắt dẫn phát một cổ kinh khủng khí lưu, phản phất muốn đem toàn bộ số mệnh giới thôn vệ. Mệnh tinh trong biển, toàn bộ tinh không phản phất đều đang rung rẩy lấy, không thể thừa nhận luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Từng viên tinh thần giống như bị cắt đứt chuỗi hạt, nhao nhao rơi xuống, hình thành từng đạo lưu tinh, vạch phá bầu trời, hào quang rực rỡ. Đã lâu không gặp, lão bằng hữu của ta. Cười dài một tiếng truyền đến, vô số tinh quang hội tụ vào một chỗ, toàn bộ mệnh tinh biển tinh thần đều lóng lánh đứng lên. Mệnh tinh trong biển vô số tinh quang ngưng tụ thành một đạo tinh quang rạng rỡ thân ảnh, phía sau hắn một đạo phản phất có thể chống lên thiên địa to lớn luân bàn xoay chậm chậm, chính là cái kia thần bí khó dò số mệnh luân hồi cuộn. Hắn lấy mệnh tinh hải vô số ngôi sao hợp thành một tòa đại trận, tất cả tinh thần lực lượng hội tụ thành một cổ cường đại khí tức, nguồn lực lượng này qua lại tinh không, dung nhập mệnh tôn thể nội. Nhìn thấy nam tử tóc bạc về sau, mệnh tôn cặp kia hờ hững trong ánh mắt hiện lên một tia giọng mỉa mai ý cười, rộng lớn áo choàng ở trong không khí nhẹ nhàng đông đưa, tự hồ muốn đem đầy trời tinh thần bao khỏa ở trong đó, tôn lên hắn giống như thần để bình thường. Túc tôn, vừa trở về liền làm cho thiên đạo quy tắc sụp đổ, thiên cơ lâm vào hỗn loạn, chẳng lẽ đây là vì che giấu thân phận chân thật của ngươi sao? Mệnh tôn trước tiên liền phát hiện trước mắt Túc tôn chỉ là một đạo chiến ý hóa thân, cũng không phải là hắn bản tôn. Mặc dù biết cổ này chiến ý hóa thân chỉ có Túc tôn ý thức chiến đấu, cùng hắn hạ đặt mấy cái mệnh lệnh, căn bản không có đủ câu thông năng lực. Nhưng hồi lâu không thấy lão bằng hữu hắn vẫn là không nhịn được mở miệng nói lên hai câu đối diện nam tử tóc bạc đứng ở trong tinh không, lại không lên tiếng phát, im lặng mà nhìn xem mệnh tôn, nhưng trên thân chiến ý phun trào. Mệnh tôn nhịn không được cười lên nói, chỉ bằng một đạo chiến ý hóa thân, ngươi liền muốn giết ta phải không? Mặc dù thực lực của ta không còn trước kia, nhưng bây giờ ngươi lại còn có mấy thành thực lực. Túc tôn hóa thân không nói lời nào, tự hồ khóa chặt mệnh tôn, đột nhiên hóa thành một đạo trường hồng vọt tới mệnh tôn. Trong nháy mắt, Túc Tôn cùng Mệnh Tôn tại Mệnh Tinh Biển trên không đụng vào nhau, giống như hai tòa thiên khung chạm vào nhau, đã dẫn phát vô số ngôi sao bạo tạc, tinh không đều phản phất tại giờ khắc này rung rẩy. Hai người cường đại vượt quá tưởng tượng, bọn hắn mỗi một chiêu đều phản phất ẩn chứa giữa vũ trụ huyền bí. Toàn bộ Mệnh Tinh Biển tinh thần phản phất bị nhen lửa bình thường, từng viên bị đánh bạo, mảnh vỡ ngôi sao như là sáng chói pháo hoa, phiêu tán ở giữa thiên địa. Cứ việc mỹ lệ không gì sánh được, lại giấu giếm nguy cơ trí mạng. Chương 1167, trời khóc mệnh tôn thôi động mệnh tinh đại trận cùng số mệnh luân hồi cuộn vô tận tinh quang ở bên cạnh hắn lưu chuyển giống như ống ánh khắp nơi tinh không số mệnh luân hồi cuộn tại trên tay hắn cho thấy infinite us chiêu thức khi thì tinh quang sáng chói khi thì lôi đình vạn quân mà túc tôn chiến ý hóa thân chỉ là ngưng tụ ra một thanh to lớn trường kiếm nắm trong tay kiếm khí uy chấn trời mỗi một lần huy kiếm đều nương theo lấy tinh thần chôn vùi cùng vô tận phá toái trận kịch chiến này bên trong tinh không vô số lần bị xé nứt tinh thần không ngừng bạo tạc tạo thành từng đạo ánh sáng ống ánh mang, như là giữa vũ trụ nhất là chói lọi bức tranh. Tinh thần mảnh vỡ như là như lưu tinh rơi xuống, chiếu sáng toàn bộ mệnh tinh biển. Mặc dù Túc Tôn chiến ý hóa thân cường đại vượt quá mệnh tôn tưởng tượng, nhưng hắn nương tựa theo tinh thần đại trận cùng số mệnh luân hồi cuộn lực lượng, rốt cuộc tại một vòng giao phong kịch liệt trung tướng Túc Tôn hóa thân trọng thương. Mệnh Tôn mỉm cười nhìn Túc Tôn hóa thân, nói ra, không nghĩ tới ta sẽ đem số mệnh luân hồi cuộn luyện chế lại một lần đi. Bị chính mình đã từng vũ khí đánh bại, là dạng gì một loại cảm thụ? tại mệnh tôn lời nói rơi xuống thời khắc túc tôn hóa thân bắt đầu sụp đổ hóa thành từng đạo sáng lạng quan mang tiêu tán tại trong vũ trụ sao trời sau khi chiến đấu kết thúc số mệnh giới tinh thần dần dần khôi phục bình tĩnh tinh không một lần nữa lóng lánh hào quang sáng chói mệnh tôn hùng vĩ thân ảnh đứng ở trong tinh không nhìn chăm chú trước mắt mảnh này to lớn tinh vực nhìn qua thần bí khó lường vân đạm phong kinh bộ dáng nhưng rất nhanh mệnh tôn hùng vĩ thân hình lung lay vẫn là không nhịn được phun ra một nguồn máu hắn mặc dù bằng vào sân nhà ưu thế tăng thêm mệnh tinh biển cùng số mệnh luân hồi cuộn đánh tan túc tôn hóa thân nhưng đối phương trước trọng thương thiên đạo sứ giả lại vượt qua mấy tầng không gian mà đến thể nội vốn cũng không có bao nhiêu lực lượng chính mình lại ác chủ bài ra hết chỉ vì đánh tan đối phương một đạo một thân một mình hóa thân chỉ là một đạo hóa thân tự nhiên dung nạp không được đối phương bao nhiêu lực lượng cái này khiến bệnh tôn có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt hắn tự hồ so năm đó mạnh hơn túc tôn ngươi cho rằng dạng này liền có thể giấu ở ngươi chân thân sao ta sẽ không để cho ngươi thành công trở về bắc vực lý đạo phong một mình đứng tại bắc vực một chỗ bãi đất ngắm nhìn cái kia biến ảo khó lường bầu trời không khỏi sắc mặt đại biến trong tay hắn đầu ngón tay không ngừng mà kết động lấy ý đồ bắt một tia thiên cơ mánh khóe lý nhã băng nhìn lấy thiên địa ở giữa dị tượng không khỏi cảm giác trong lòng một trận hốt hoảng dù là lại không biết nhìn xem cái này bay lả tả mưa máu cũng biết có vấn đề cha cuối cùng là chuyện gì xảy ra trên trời làm sao bên dưới huyết vũ lý đạo phong không có trả lời chỉ là nhanh chóng kết động ngón tay, đang suy tính lấy cái gì. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên mê mang, sau đó bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên, phun ra một nguồn mang theo nội tạng mảnh vỡ huyết dịch. Thật sự là bá đạo a, chỉ là phỏng đoán lai lịch liền có như thế kinh khủng phản vệ, khụ khụ. Lý Nhã Băng giật nảy mình, khẩn trương hỏi, "Cha, ngươi thế nào?" "Ta không sao, chỉ là bị phản vệ mà thôi." Lý Đạo Phong xóa đi khóe miệng máu tươi, khoát tay áo nói, "Cha, thiên địa dị tượng này là chuyện gì xảy ra?" đây có phải hay không là ngươi nói thiên đạo sụp đổ đưa tới trời khóc dị tượng mặc dù lý đạo phong không có dạy nàng quá nhiều nhưng lý nhã băng mưa dầm thấm đất cũng hiểu một chút lý đạo phong vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu nói đối với đây chính là thiên đạo sụp đổ trời khóc dị tượng thiên đạo sứ giả bị người trọng thương lý nhã băng kiến thức nửa vời mà hỏi thăm vậy cái này sẽ đối với thế giới này có ảnh hưởng gì đối với chúng ta sẽ có ảnh hưởng gì lý đạo phong cười khổ nói không biết đã mất đi thiên đạo cương thường từ đây bao quát ta ở bên trong bất luận kẻ nào đều không thể lại dự đoán thiên cơ. Bàn cờ này, bị người sốc. Thế giới này quy tắc sẽ bắt đầu sụp đổ, hẳn là sẽ trước phồn vinh đến cực điểm, sau đó thịnh cực mà suy, lâm vào tỉnh mịch đi. Lý Nhã Băng nghe vậy sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nói, đây không phải là sông con bê. Ngươi không phải nói thiên đạo tối thiểu còn có thể chống đỡ cái mấy ngàn năm sao? Lý Đạo Phong bất đắc dĩ nói, bình thường tới nói đúng vậy, nhưng có đại nhân vật trở về, vừa về đến liền trực tiếp sốc bàn cờ, ép vỡ thiên đạo, trọng thương thiên đạo sứ giả mạnh như vậy, ngay cả ngươi cũng không cách nào suy tính đại nhân vật, đó là bao nhiêu lợi hại. Lý Nhã băng hỏi, Lý Đạo Phong chỉ chỉ trên trời dị tượng, nhịn không được cười lên nói, đây chính là hắn đưa tới dị tượng, ta liền đã tính toán một chút lai lịch, liền bị trọng thương. Ngươi nói lớn bao nhiêu? Tại ta suy tính bên trong, đây là mai táng người cùng một thời đại, chuyên vì diệt thế mà sinh. Lần trước tiểu quỷ kia vương ở trước mặt hắn, thở mạnh cũng không dám đi. Lý Nhã băng hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó thất kinh nói, song song vậy chúng ta chẳng phải là chết chắc này cũng không đến mức hắn tự hồ còn không có trở về dị tượng này chỉ là hắn một sợi khí tức dẫn động lý đạo phong yên lặng đạo một sợi khí tức cứ như vậy biến thái hắn chân chính trở về thì còn đến đâu lý nhã băng kinh hải nói lý đạo phong thở dài một tiếng nói đại loạn chi thế a à? cũng không biết đây rốt cuộc là khởi nguyên hay là điểm cuối cùng thiên cơ không cách nào dự đoán chỉ là bước đầu tiên mặc dù bây giờ quy nguyên pháp tắc còn tại vận hành nhưng có thể đoán được không lâu tương lai quy nguyên pháp tắc cũng sẽ triệt để mất đi hiệu lực. Tương lai, khả năng liền không có tương lai. Lý Nhã Băng nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, vội vàng lôi kéo Lý Đạo Phong nói: "Cha, vậy ngươi còn đứng ngay đó làm gì, đi nhanh lên a, à, chúng ta muốn ăn cái gì ăn cái gì, muốn uống cái gì uống cái gì a?" À? "Vì cái gì?" Lý Đạo Phong có chút im lặng nói: "Ngươi cũng thất nghiệp, chúng ta đều phải chết, tranh thủ thời gian tận hưởng lạc thú trước mắt, nên ăn một chút, nên uống một chút, mới không uổng công đời này a." À? lý nhã băng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói a à, thất nghiệp lý đạo phong một mặt mộng thân là thiên cơ lại không cách nào dự đoán thiên cơ người đây không phải thất nghiệp sao lý nhã băng giải thích nói lý đạo phong vậy mà không phản bác được thân là thiên cơ hắn từng bằng vào phỏng đoán thiên cơ dự đoán qua vô số sự kiện lớn nhưng như lý nhã băng nói tới hắn thất nghiệp a à, không có khả năng dự đoán thiên cơ thiên cơ hay là thiên cơ sao lý nhã băng cười nói đã ngươi đều không thể đo lường tính toán thiên cơ vậy ngươi liền thành thành thật thật cùng ta du sơn ngoạn thủy thôi bất quá trước tiên nói rõ ngươi cũng không thể mang ta lại đi những cái kia quỷ dị địa phương lý đạo phong lắc đầu ánh mắt trở nên thâm thúy nặng nề nói nhã băng nha đầu cha khả năng không có khả năng cùng ngươi đi núi chơi chơi nước thân là thiên cơ ta còn có chức trách của mình ta không muốn trở thành mạc đại thiên cơ dù là biết rõ không thể làm ta cũng muốn muốn vì thiên hạ này thương sinh mưu một chút hy vọng sống Lý Nhã Băng nhìn xem trên mặt hắn trước nay chưa có nghiêm túc bộ dáng, chờ lấy hắn đánh về nguyên hình, cười nói đùa giỡn, nhưng lại chậm chạp không đợi được. Thật lâu, nàng bất đắc dĩ thở dài, đi về phía trước mấy bước, lại thở phì phò lít hắn một cái nói, vậy ngươi còn đứng ngay đó làm gì, đi a? À? Nên làm gì làm cái đó đi. Khó được ngươi như vậy anh hùng, ngươi khuê nữ ta cũng không thể cho ngươi mất mặt, đi thôi. Chúng ta cũng làm một lần ngăn cơn sóng giữ anh hùng đi. Lý Đạo Phong sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha một tiếng nói, tốt, vậy chúng ta hồi thiên cơ ngọn núi đi. Hắn mang theo Lý Nhã băng hướng bắc vực đi ra ngoài, nơi này đã không có cái gì có thể lưu niệm. Mặc dù không cách nào dự đoán thiên cơ, nhưng hắn biết, nơi này hết thảy, rất nhanh đều sẽ kết thúc. Khởi nguyên quyển, xong. Chương 1168, kẻ phá hoại đã biến thành thủ hộ giả. Vài ngày sau, luân hồi trong tiên phủ. Mạnh bà cùng sơ mặt chờ ở trong tiên phủ, mạnh bà đột nhiên ngạc nhiên đối với sơ mặt nói, luân hồi tiên phủ cùng thế giới hiện thực liên hệ khôi phục nhưng nàng sau khi nói xong đợi trái đợi phải cũng không gặp tiêu dật phong trở về không khỏi hơi nghi hoặc một chút bất quá nàng không cách nào rời đi tiên phủ trừ phi là tại thiên đạo chi lực yếu kém địa phương nàng mới có thể cùng tiêu dật phong tiến hành câu thông tỷ như trước đó hoang thiên bí cảnh bên trong nàng liền có thể cùng tiêu dật phong câu thông nhưng bây giờ nàng cũng chỉ có thể chờ sơ mặt cũng nhíu mày chẳng lẽ hắn ở trong hư không gặp sự tình gì phải không hai người đợi hơn một canh giờ tiêu dật phong mới soát một chút lại xuất hiện tại luân hồi trong tiên phủ hắn giờ phút này có chút chật vật sắc mặt cũng không thế nào tốt tựa hồ có chút lo lắng sơ mặt thấy thế lo lắng hỏi thế nào tiêu giật phong lắc đầu nói không có gì chỉ là kém chút liền mê thất tại trong vô tận hư không lòng còn sợ hãi thôi lần này hắn không tiếp tục kết nối mặt khác tản mát các nơi luân hồi ngọc bội chỉ là bảo lưu lại chính mình khối kia chủ bội sơ mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ nói ngươi không có việc gì liền tốt tiêu giật phong sửa sang lại một chút chính mình dáng vẻ sau đó cười khổ nói ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian mặt nhi ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, ta sau đó lại mang ngươi ra ngoài. Tốt. Sơ mặt gật đầu nói. Tiêu giật phong mang theo sơ mặt thuấn di trở lại luân hồi thần điện, mà lấy chính mình muốn rửa mặt làm lý do rời đi sơ mặt gian phòng. Hắn trở lại chính mình sở tại gian phòng, nhẹ giọng mở miệng nói, mạnh bà tỷ tỷ, ngươi ở đâu? Mạnh bà xuất hiện trong phòng của hắn, cao mày nói, ngươi lo lắng dáng vẻ, thế nào? Tiêu giật phong sắc mặt nghiêm túc, mặt trầm như nước nói, túc tôn giống như trở về một câu nói kia một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng mạnh bà một mặt kinh ngạc nói túc tôm. hắn thật trở về tiêu giật phong gật đầu nói có khả năng mạnh bà liền vội vàng hỏi ngươi nói rõ hơn một chút chuyện gì xảy ra tiêu giật phong chỉ có thể đem mình tại dòng sông thời gian chịu hắn một quyền hư không chi trung bàn tay khổng lồ kia xuất hiện sự tình nói một lần mạnh bà vội vàng nói ngươi dẫn ta ra ngoài chớ đóng bế luôn hồi tiên phủ lối ra tiêu giật phong lần nữa trở về thế giới hiện thực lặng lẽ đi vào ngoại giới giờ phút này trên trời còn rơi xuống liên tục mưa máu mạnh bà lẩm bẩm nói trời khóc hiện tượng thiên đạo quy tắc hỏng mất hắn trọng thương thiên đạo sứ giả tiêu dật phong hỏi là hắn sao là khí tức của hắn nhưng không phải hắn bản tôn ngươi hẳn là mang theo hắn một đạo lực lượng hóa thân trở về mà thôi thời gian tồn tại sẽ không vượt qua nửa canh giờ mạnh bà giải thích nói tiêu dật phong có chút khó có thể tin nói chỉ là hắn một đạo lực lượng hóa thân liền có thể đem thiên đạo sứ giả trọng thương sao bây giờ thiên địa so với lúc trước yếu ớt nhiều lắm thiên đạo sứ giả không phải là đối thủ của hắn rất bình thường mạnh bà nhưng không có ngạc nhiên mặc dù rất là kinh ngạc nhưng tiêu dật phong hay là yên lòng nếu túc tôn còn không có trở về liền tốt về phần thiên đạo sứ giả bị trọng thương đây là tiêu dật phong chuyện cầu cũng không được hắn không có ở lâu một lần nữa trở lại thất sát bế quan mật thất toàn lực vận chuyển số mệnh luân hồi quyết giúp thanh liên hấp thu giữa thiên địa lực lượng bởi vì thiên đạo sứ giả bị trọng thương Giờ phút này giữa thiên địa khắp nơi đều là rời rạc thiên đạo chi lực, đối với tiêu giật phong tới nói quả thực là ngàn năm một thuở kỳ ngộ. Nếu như không phải sợ sơ mặt lo lắng, hắn vừa mới đều không nở trở về luân hồi tiên phủ. Hắn một bên đắm chìm tại hấp thu thiên đạo chi lực bên trong, một bên hỏi thăm mạnh bà nói hắn đây là vì chính mình trở về làm chuẩn bị sao? Mạnh bà đồng ý nói hẳn là, bất quá hắn hẳn là không nhanh như vậy trở về, ngươi còn có thời gian. Tiêu giật phong lại cười khổ nói, ta có thể làm cũng liền tận lực hấp thu thiên đạo chi lực, Bây giờ thiên địa ở giữa thiên đạo chi lực nồng nặc dọa người. Mạnh bà cảnh cáo nói, những ngày này đạo chi lực đủ ngươi hấp thu một đoạn thời gian, ngươi cũng đừng lại làm phá hủy. Ngươi bây giờ muốn làm không phải gia tăng giữa thiên địa thiên đạo chi lực, mà là duy trì giữa thiên địa ổn định. Tiêu Dật Phong minh bạch mạnh bà ý tứ, bây giờ thiên địa ở giữa khắp nơi đều là thiên đạo quy tắc chi lực. Mà có thể hấp thu thiên đạo quy tắc chi lực trừ độ kiếp tu sĩ, cũng chỉ có số rất ít đại thừa tu sĩ. Bọn hắn hấp thu so với chính mình tới nói ít hơn nhiều hiện tại hấp thu thiên đạo chi lực vô cùng tàn nhẫn nhất hẳn là số mệnh giới cùng mình. Bây giờ thanh liên hấp thu tốc độ có hạn, dù là giữa thiên địa thiên đạo chi lực lại nhiều, hắn cũng không hấp thu được. Tiếp tục để thiên đạo sụp đổ đối với tiêu dật phong trăm hại không một lợi, bởi vì ai cũng không biết lúc nào thiên đạo liền triệt để hỏng mất. Hắn gật đầu nói, ta biết, ta sẽ mau chóng để chiến sự bình ổn lại, ổn định thế cục. Mạnh bà tán thưởng gật đầu nói, ngươi có thể minh bạch đạo lý này liền tốt, không tính quá ngu. Tiêu giật phong có chút im lặng nói, ta vốn là không ngốc tốt a. À? Nếu như đem bây giờ thế giới so là một căn phòng, trước đó căn phòng này coi như vững chắc, thời gian ngắn không có sụp đổ nguy hiểm. Tiêu giật phong cùng số mệnh tổ chức liền cùng cường đạo một dạng, đi vào phòng ở đông hủy đi một chút, tây hủy đi một chút, dở xuống đồ vật trở về xây phòng ốc của mình. Nhưng túc tôn hành vi tựa như hướng trong phòng giả bộ thuốc nổ, trong nháy mắt đem phòng ở làm cho thủng trăm ngàn lỗ, lung lay sắp đổ. Bị túc tôn dạng này dày vò, phòng ở đến rơi xuống vô số vật liệu, mọi người cướp chuyển về nhà đi dựng chính mình ổ nhỏ hiện tại tiêu giật phong chuyển đều chuyển không tới há lại sẽ tiếp tục đi phá nhà cửa đâu vạn nhất hủy đi sụp đổ phòng ốc của mình lại không xây xong trực tiếp liền bị ngã xuống phòng ở đè chết chẳng phải là chết quan cho nên hiện tại tiêu giật phong không chỉ không có khả năng tiếp tục làm phá hư còn muốn tìm kiếm nghĩ cách giữ gìn cái này nguy phòng không sụp đổ cho mình dựng phòng ở lưu lại đầy đủ thời gian nhưng số mệnh tổ chức có phải như vậy hay không muốn tiêu giật phong cũng không biết tiêu giật phong thở dài không nghĩ tới chính mình lập tức từ kẻ phá hoại biến thành thủ hộ giả. Nhân vật này hoán đổi đến làm cho hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, có chút cảm giác dở khóc dở cười. Tiêu Dật Phong tọa hạ tu luyện, đồng thời phát ra một khối ngọc truyền tinh đeo, gọi Nhan Thiên cầm tới, dự định hỏi thăm bây giờ tình huống. Nếu Lâm Thanh Nghiên nguy cơ đã giải trừ, hắn cũng không phải cái gì chiến tranh cùng nhân, tự nhiên vui với chỉ qua. Tiêu Dật Phong mất tích lâu như vậy, Nhan Thiên Cầm đã sớm gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng một dạng. Nhu Nhi ra ngoài chỉ là đưa tin trở về, nhưng vẫn không có trở về, chỉ là biết nàng bình an vô sự, cũng không biết ở đâu. Mà Linh Nhi cũng không tại bên người nàng, nàng ngay cả cái người nói chuyện đều không có. Nhan Thiên cầm một người chống đỡ tất cả áp lực, cảm giác mình đều muốn điên rồi. Đột nhiên thu đến tiêu giật phong đưa tin, lập tức mừng rỡ như điên, như bay đi tới trong mật thất. Nhìn thấy đứng ở trong mật thất tiêu giật phong, nàng nhịn không được vui đến phát khóc, bay nhào trở lại hắn trong lồng ngực. Ngươi chạy đi đâu? Ngươi không sao chứ? Chương 1169, làm sai chuyện. Tiêu giật phong ôm nhan thiên cầm thân thể mềm mại, nhẹ nhàng vỗ vỗ, nhẹ giọng an ủi, ta không sao, để cho ngươi lo lắng. Nhan thiên cầm tại trong ngực hắn nức nở không ngừng, trong khoảng thời gian này nàng cũng không có thiếu bị các lộ yêu vương tạo áp lực, muốn thất sát ma quân xuất quan chủ trì đại cục. Nhưng nàng đều một người đỉnh xuống tới, cầm thất sát dư uy hù dọa những yêu này vương, nhưng mình cũng hoang mang lo sợ. Nàng không lo lắng một khi thất sát không có ở đây sự tình bị bại lộ, chính mình sẽ bị tức giận yêu vương xé nát, chỉ là lo lắng tiêu giật phong xảy ra vấn đề gì. Vạn nhất hắn trở về, chính mình lại không có ở đây, vậy nhưng làm sao bây giờ? Hiện tại tiêu giật phong rốt cục trở về, nàng một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông ra, giống như một sợi dây đứt đoạn một dạng. Nội tâm của nàng sợ hãi cùng ủy khuất đều tại thời khắc này toàn bộ tuyên tiết đi ra, khóc bù lu bù loa, cũng làm cho tiêu giật phong đau lòng không thôi. Tiêu giật phong ôm nhang thiên cầm, vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, ôm nhu nói, không sao, không sao. Ta trở về hắn có thể minh bạch nhan thiên cầm sợ sệt cùng sợ hãi chính mình cũng tự trách không thôi không biết đi qua bao lâu nhan thiên cầm mới ủy khuất ba ba rời đi hắn ôm ấp cắn môi đỏ làm sai sự tình bình thường nói có lỗi với ta làm sai chuyện ngươi mắng ta đi tiêu giật phong có chút không nghĩ ra nói thế nào xảy ra chuyện gì nhan thiên cầm cúi đầu nhỏ giọng nói ta giả mạo ngươi danh nghĩa hạ mấy đạo quân lệnh yêu tộc các tộc tử thương không ít tiêu giật phong không khỏi có chút kinh ngạc hỏi thăm xuống mới biết được chuyện gần nhất Nhan Thiên cầm tại hắn mất tích về sau, một mực hỏi thăm Long Ngạo Thiên chiến sự phán đoán, sau đó lấy thất sát dưới danh nghĩa làm cho chỉ huy yêu tộc đại quân. Kết quả Long Ngạo Thiên chiến sự năng lực cùng tiêu dật phong trên lệch vẫn còn tương đối lớn, dẫn đến yêu tộc đại quân tổn thất không ít. Thất sát chiến thần tên lập tức bị Long Đông. Mặc dù Nhan Thiên cầm phía sau lấy thất sát bế quan làm lý do, đem trong tay binh quyền trả lại các tộc, nhưng các tộc chính mình đánh cho càng là năm bè bảy mảng, tổng binh hao tướng. Bây giờ yêu tộc liên tục bại lui tất cả yêu vương lại bắt đầu để thất sát đi ra chủ trì đại cục đến lúc đó thua thời điểm tối thiểu là thất sát chỉ huy có sai không phải là của mình nồi a à. tiêu giật phong biết được việc này lại không những không giận mà còn lấy làm mừng không nghĩ tới ngang thiên tầm cùng nhu nhi thế mà còn giúp chính mình che giấu một chút dẫn đến hắn đối ngoại bế quan thời gian về sau kéo dài nửa năm đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn chính mình cùng bản thể biến mất thời gian không phải đồng bộ vậy liền có thể che giấu đi nhu nhi tiểu hồ ly này quả nhiên là thông minh nàng chạy đi đâu chẳng lẽ là tại chính đạo một bên tìm liễu hàn yên tìm hiểu tin tức hẳn là sẽ không đi lấy tiểu hồ ly kia cơ cảnh nghĩ đến sẽ không làm loại này bại lộ thân phận của mình sự tình vậy nàng chính là một người tìm phục tại chính đạo nơi nào đó nghe ngóng tin tức cái này khiến tiêu giật phong lại lo lắng hắn để nhan thiên cầm tranh thủ thời gian đưa tin để nhu nhi trở về đừng bốn chỗ vui chơi chờ một chút chạy mất liền phiền toái nhan thiên cầm đáp ứng lập tức dùng chuyên môn phương thức liên lạc cho nhu nhi đưa tin nói cho nàng tiêu giật phong đã trở về làm xong việc này, nàng tâm thần bất định bất an hỏi, ta có phải hay không làm sai chuyện? Ngươi trách phạt ta đi. Tiêu Dật Phong lắc đầu, ông Nhan Thiên cầm tại nàng cái trán hôn một cái nói, làm sao lại thế? Thế nhưng là ta đem ngươi thanh danh đều đánh xấu. Nhan Thiên cầm lo lắng nói. Tiêu Dật Phong thoải mái cười nói, những này đều không trọng yếu, các ngươi bình yên vô sự là được, ta có thể đánh ra thanh danh, liền có thể vãn hồi nó. Hắn hiện tại đối với mấy cái này đồ chơi, đó là coi như phù vân dù sao thất sát thân phận đều sẽ từ bỏ bây giờ thanh danh thối cuối cùng sẽ chỉ thối hơn gặp nhan thiên cầm vẫn còn có chút tự trách tiêu giật phong an ủi thiên cầm chiến sự cũng không phải nhìn nhất thời thành bại muốn nhìn lâu dài một chút nếu như ngươi thật tự trách liền giúp ta mau lên nhan thiên cầm nghiêm túc ừ một tiếng sau đó hỏi vậy ta muốn làm thế nào đi ngủ tiêu giật phong chân thành nói a à. nhan thiên cầm một mặt mộng mà nhìn xem tiêu giật phong hoài nghi mình nghe lầm bây giờ đi về hảo hảo ngủ một giấc, mặt khác về sau lại nói, ngươi cũng đừng bức ta gia pháp hầu hạ a. À. Tiêu giật Phong cố ý ác thanh ác khí đạo, hắn liếc mắt liền nhìn ra Nhan Thiên cầm tinh thần căng cứng quá lâu, đoán chừng đoạn thời gian này đều không có làm sao nghỉ ngơi, cả người đều gầy gò không ít. Nhan Thiên cầm nhìn xem hắn, đột nhiên nhõn miệng cười, ôm nhu ôm hắn, từ một tiếng nói tốt, nhưng ta muốn ở chỗ này ngủ. Tiêu giật Phong cười cười, chặn ngang ôm lấy nàng đi hướng chính mình giường lớn, nhẹ nhàng đem nàng buông xuống sau đó nằm tại bên cạnh nàng. Hắn ôm nhu thò tay vuốt bên tai nàng mái tóc, ôm nhu nói, ngủ đi, ta sẽ không đi. Nhan thiên cầm không muốn xa rời ôm lấy, ông chặt tiêu giật phong, co quắp tại bên cạnh hắn nhắm lại đôi mắt đẹp, chỉ chốc lát liền ngủ thật say. Tiêu giật phong đau lòng nhìn xem nàng, ông sát điểm nàng, có chút cúi đầu cùng nàng cái trán đụng vào tại một khối. Trong lòng của hắn ấy nấy không gì sánh được, bây giờ đây cũng không phải là nhan thiên cầm muốn sinh hoạt. Hắn hạ quyết tâm lần này sự tình kết thúc, liền để nàng nghỉ ngơi thật tốt một phen, không tiếp tục để ý những này phân loạn việc vặt vảnh. Hai người cứ như vậy ôm nhau ngủ, tiêu giật phong nhắm mắt lại, lại tại tính toán làm sao ngưng tụ một đợt quân tâm, đem yêu tộc sinh lực tiêu hao sạch sẽ. Dù là chính mình muốn dừng lại trước mắt binh mâu, nhưng không đem yêu tộc đánh đau nhất, chỉ sợ sẽ còn hậu hoạn vô tận. Tốt nhất tình huống dưới, chính là có thể thuận tiện đem rộng hơi chân nhân cho hố chết, trừ bỏ cái này số mệnh tổ chức một thành viên. Ngay tại tiêu giật phong suy nghĩ bên trong, không biết đi qua bao lâu, nhan thiên cầm tự nhiên tỉnh ngủ nàng nhìn xem gần trong gan tất tiêu giật phong lập tức như trút được gánh nặng cảm thấy mình buông lỏng xuống tiêu giật phong cười cười tại nàng cái trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn để nhan thiên cầm đi lấy đến trước mắt mới nhất tình hình chiến đấu tư liệu đồng thời bàn giao nàng tạm thời đừng rêu rao chính mình xuất quan tin tức nhan thiên cầm một lần nữa sau khi trở về trong căn phòng tiêu giật phong bản tôn đã đổi thành phân thân hắn đem luân hồi ngọc bội giao cho nhan thiên cầm để nàng đưa đến bên ngoài địa phương xa một chút ném xuống nhan thiên cầm mặc dù không biết tiêu giật phong dụng ý là cái gì nhưng vẫn là y theo tiêu giật phong ý tứ làm việc, đem luân hồi ngọc bội vứt xuống bên ngoài. Sau nửa canh giờ, Nhan Thiên cầm vứt luân hồi ngọc bội nơi ở từ từ mở ra một đạo cửa vào, tiêu giật phong mang theo sơ mặt từ tiên phủ đi ra. Sơ mặt nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, nhưng không có hỏi nhiều cái gì. Tiêu giật phong phán đoán một chút phương vị, cười nói, mặt nhi, chúng ta trở về đi, chúng ta biến mất lâu như vậy, những người khác hẳn là rất gấp. Sơ mặt nhẹ gật đầu, hai người đằng không mà lên, cùng một chỗ bay trở về. Trên đường hai người phân biệt đưa tin cho Liễu Hàng Yên cùng Thanh Đế hai người, để bọn hắn đến đây tiếp ứng hai người mình. Không phải vậy tại nhân yêu giao chiến địa khu, vạn nhất đụng vào cái nào đi ra đi dạo yêu vương coi như phiền toái. Bất quá, đối với bây giờ tiêu giật phong bản thể mà nói, đụng vào yêu vương cũng chỉ là có hơi phiền toái mà thôi. Chương 1170, chuyện cũ năm xưa. Bắc vực, Thanh Đế trong thành. Một bộ quần áo màu hồng nhu nhi đứng ở trong thành một chỗ âm u nơi hẻo lánh, Yên lặng nhìn xem thần sắc ra sút tô diệu tình từ bên ngoài trở về. Từ tô diệu tình thần sắc bên trong, nàng liền biết nàng nhất định lại là không thu hoạch được gì, không phải vậy sẽ không như vậy thất lạc. Nhu Nhi cũng đi theo thở dài một tiếng, những ngày qua nàng không ngừng tại Thanh Đế Thành cùng bắt Đế Thành ở giữa đi tới đi lui, liền vì từ những này tiêu dật phong người thân cận nơi đó đạt được tiêu dật phong tin tức. Nhưng để nàng tiếc núi là, bất luận là tô diệu tình hay là Liễu Hàn Yên, đều không có bất kỳ thu hoạch. Nhu Nhi còn không dám để Liễu Hàn Yên phát hiện chính mình tồn tại cũng may nàng thần hồn cường đại, mới có thể âm thầm nhìn trộm. Liễu Hàng Yên mặc dù mấy lần phát hiện có người đang nhìn trộm, nhưng không có có thể tìm tới nàng, chỉ coi là nơi nào tới đăng đồ lãng tử. Hắn hẳn là đã sớm chết, ngươi hay là từ bỏ đi. Hồ Tiên Nhi khuyên nhủ, Hắn sẽ không chết. Nhu Nhi dị thường chắc chắn đạo. Không ai có thể vĩnh viễn không chết, thiên đạo vô thường, ai cũng không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Hồ Tiên Nhi cảm thán nói. Nàng mượn Nhu Nhi thị giác nhìn xem băng tuyết bao trùng thanh đế thành, cảm khái nói tựa như tòa hùng thành này thiếu thành chủ hùng bắc lạc đã từng thiên tư hơn người thiên tài còn không phải vẫn lạc thiên tư cùng thủ đoạn lại cao hơn bệnh số không tốt cũng chỉ sẽ phù dung sớm nở tối tàn cuối cùng biến mất thế gian xưa nay không thiếu thiên tài nhu nhi nghe vậy kinh ngạc nói hùng bắc lạc hắn cùng hùng lão gia tử quan hệ thế nào tựa như là con trai độc nhất của hắn đi hồ tiên nhi nghĩ nghĩ hồi đáp nhu nhi lập tức cảm thấy mình phát hiện cái gì khó lường sự tình khó có thể tin nói hắn không phải là ngươi nói cái kia truy cầu qua ngươi bắt vực thiếu thành chủ đi hồ tiên nhi có chút mờ mịt hỏi đúng vậy a à, thế nào nhu nhi kinh hồn tán đảm hỏi ngươi không có đáp ứng hắn truy cầu đi giữa các ngươi không có gì hạt sương tình duyên đi hồ tiên nhi im lặng nói ngươi nghĩ gì thế không có tiên nhi hay là hoàng hoa khuê nữ ngươi cũng không phải không biết trong thức hải của nàng hồ biển thanh im lặng nói nhu nhi lúc này mới nhớ tới chuyện này thầm nghĩ mình ngược lại là quan tâm sẽ bị loạn nguy hiểm thật nguy hiểm thật khi cái gọi là hùng bắc lạc hẳn là sơ mặt phụ thân rồi may mắn sơ mặt mẫu thân không phải hồ tiên nhi nếu không mình sơ ý một chút đem sơ mặt tiên tử lão nương đưa cho tiêu dật phong cái kia việc vui liền lớn nhu nhi hiếu kỳ nói vậy vị này thiếu thành chủ phu nhân là ai người biết sao hồ tiên nhi dở khóc dở cười nói ta nào biết được a à, lúc đó hắn còn chưa hôn phối điên cuồng theo đuổi ta còn lặng lẽ đi theo ta rời đi bắt vực ai biết hắn phu nhân là ai nhu nhi bác quái chi hồn thiêu đinh hiếu kỳ hỏi sau đó thì sao hồ tiên nhi buồn bực nói về sau ta tránh qua tránh né hắn ai biết phía sau liền gặp được đám kia quỷ dị gia hỏa bị trấn áp đưa cho xích tiêu dương lão quỷ khi khôi lỗi khống chế ngươi thi thể cũng là gần nhất ta mới biết được hắn nguyên lai đã thân tử đạo tiêu ta còn tưởng rằng hắn đã trở thành thanh đế nữa nha nhu nhi nghe vậy trầm ngâm một lát sau đó cười khổ nói ngươi nhớ kỹ đừng nói cho người khác chuyện này a à. đặc biệt là sơ mặt chuyện cũ năm xưa đã không còn gì để nói ta muốn nói cũng phải ngươi cho ta nói mới được a à. Hồ Tiên Nhi hoàn toàn thất vọng. Nhu Nhi nghĩ nghĩ cũng là cái này để ý, đột nhiên một đạo lưu quan bay về phía nàng, lại là nhan thiên tầm cho nàng đưa tin đi tới. Nàng mở ra xem, lập tức mừng tít mắt, hưng phấn nói, hắn trở về. Hồ Tiên Nhi không nghĩ tới đánh mặt tới nhanh như vậy, không khỏi cảm xúc ngổn ngang, nửa vui nửa buồn. Tiêu giật phong không có việc gì, chính mình tính an toàn cũng tăng lên, không cần lại tại chính đạo không coi vào đâu tới tới lui lui, nhưng thất thân xác suất cũng đề cao. Nhu Nhi thật không nghĩ nhiều như vậy, lòng chỉ muốn về, một lòng muốn trở về tìm tiêu giật phong một khắc cũng chờ không được nàng nhìn thoáng qua tô dịu tình do dự một chút vẫn là không có lựa chọn nói cho nàng nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu thời gian dài như vậy nàng đều sống qua tới cũng không kém hai ngày này nàng hóa thành lưu quang lặng yên rời đi thanh đế thành hướng yêu tộc doanh địa bay đi hai ngày sau tiêu giật phong cùng sơ mặt đang có nói có cười bay ở trong gió tuyết mênh mông hai người đã làm một phen dịch dung giờ phút này sơ mặt thi triển một môn pháp quyết đem tự thân khí tức cho che lại tránh cho người khác nhìn thấu nàng thọ nguyên không nhiều. Nàng hay là đem chính mình một đầu mái tóc dài màu trắng bạc dùng thủ đoạn đặc thù che lại, biến trở về đến một đầu đen kịp tóc đen. Sơ mặt bây giờ dáng vẻ nhìn cùng trước đó giống nhau như đúc, chỉ là cảnh giới không có cách nào làm bộ, hay là xuất khiếu cảnh. Trừ phi nàng tự động giải khai trên người mình bí thuật, không phải vậy người khác chỉ có thể cưỡng ép phá vỡ nàng bí thuật mới có thể để nàng hiện hình. Mặc dù sơ mặt ngoài miệng nói là sợ thanh đế lo lắng, nhưng tiêu dật phong biết nàng là sợ thanh đế trách cứ chính mình, không khỏi cảm xúc ngổn ngang hắn giữ chặt sơ mặt nhu đề tay không tự giác nắm thật chặt ánh mắt có chút động dung sơ mặt có chút cúi đầu ngượng ngùng nói ngươi dạng này nhìn ta làm gì ta đang nghĩ ta đời trước nhất định cứu vớt thế giới mới có ngươi tốt như vậy đạo lữ tiêu giật phong cười nói sơ mặt nhàn nhạt cười nói ngươi bây giờ ngược lại là miệng càng ngày càng ngọt sẽ còn dỗ dành ta trong thức hải của nàng vân băng tuyền tuyệt vọng nói nếu là hắn cứu vớt thế giới ta nhất định là tội nghiệp ngập trời mới có thể gặp được hắn cũng không lâu lắm hai người phát hiện nơi xa một vòng ánh sáng bay tới không khỏi đều có chút cảnh giới đợi cho vệt ánh sáng kia bay tới gần nguyên lai là một chiếc hai người đều dị thường quen thuộc bạch ngọc thuyền chạm mặt tới tiêu giật phong nhìn thấy bạch ngọc thuyền trong nháy mắt có chút mừng rỡ nhưng rất nhanh ý thức được một vấn đề hắn nắm chặt sơ mặt nhu đề thủ hạ ý thức buông ra nhưng tỉnh ngộ lại lại đã ngừng lại buông tay động tác sơ mặt ánh mắt hơi tối nhẹ nhàng tránh ra tay của hắn dẫn đầu bay về phía trước đi Tiêu Dật Phong trong nháy mắt bị một loại vô biên cảm giác ấy nấy ép tới thở không nổi, thầm mắng mình không phải thứ tốt, vội vàng đuổi theo. Bạch Ngọc Thuyền đầu thuyền đứng đấy hai người, chính là vội vàng khống chế lấy Bạch Ngọc Thuyền chạy tới Liễu Hàng Yên, còn cố ý lửa cháy thanh đế. Gặp được Tiêu Dật Phong hai người bình yên vô sự, hai người tự hồ cũng thở dài một hơi, cả người đều buông lỏng dáng vẻ. Mặt Nhi, ngươi không sao chứ? Thanh đế một cái thuấn di xuất hiện tại sơ mặt bên cạnh, kích động từ trên xuống dưới dò xét, nhưng rất nhanh liền sắc mặt khó coi. Mặc Nhi, tu vi của ngươi. Làm sao còn ngã cảnh? Sơ mặt mỉm cười lắc đầu nói, ta không sao, để cho ngươi lo lắng. Thế nhưng là ngươi cái này tu vi, thanh đế đau lòng nói. Bất quá là ngã cảnh mà thôi, lại tu luyện trở về chính là, ngươi cũng đừng lo lắng. Sơ mặt an ủi. Thanh đế kém chút nước mắt tuôn đầy mặt, chỉ là lập lại, trở về liền tốt, trở về liền tốt, ngươi hù chết da da. Ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào? Tiêu giật phong nhìn một chút bốn phía nói, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta trên đường trở về lại nói. Khống chế Bạch Ngọc Thuyền tới đến Liễu Hàng Yên gật đầu nói, đối với, bên trên Bạch Ngọc Thuyền rồi nói sao?